Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 48. Ngọc Tiểu Long mời khách ăn cơm, rượu cũng là loại đặc biệt mà cô cung cấp. Lục Chiến Long là người thật sự có thể uống được, hai lạng rượu trắng bưng lên đã cạn, uống giống như uống bia, nhìn đến tận bây giờ vẫn không khỏi tê dại ra đầu. Tề huynh đệ, nếu cậu không ghét bỏ, về sau hãy gọi tôi là một tiếng anh đi, tôi cũng gọi cậu một tiếng em. Nếu cậu có việc, nói một tiếng, anh đây nhất định sẽ giúp cậu. Lục Chiến Long uống đến đỏ mặt đỏ cổ. Được được được, đại ca Lục sau này hãy bao che cho em nhiều hơn một chút nhé. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói. Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói, lão Lục cách gọi của người chung, để thân hơn, giống kiểu Tiểu Lục, a Lục, đừng có cùng loại người như này xưng huynh gọi đệ, lúc nào bị bán mất cũng không biết. Hiển nhiên, Tề Đẳng Nhàn trong ấn tượng của Ngọc Tiểu Long, cũng không phải là loại người tốt gì. Một mình Lục Chiến Long xử hết ba chai rượu trắng, uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng thần trí lại hết sức rõ ràng. Lão Lục, nếu anh và hắn đều có thể tình đầu ý hợp, chỉ bằng gia nhập với chúng ta, cùng nhau làm việc. Ngọc Tiểu Long vào lúc này lại ném cành ô liu, ngỏ ý hợp tác với Lục Chiến Long. Không được, Lục Chiến Long lắc đầu. Long Á Nam không khỏi nói, Lục tướng quân, ngài một mình đơn đả độc đấu, một mình phấn đấu tóm lại vẫn là thế đơn sức bạc thế, quyền lực, sức mạnh, quyền lực đơn mảnh, sức mạnh bạc nhược mà. Chúng ta hãy cùng nhau làm những điều chính nghĩa, không tốt hơn sao? Lục Chiến Long cười cười, nói, nếu tôi gia nhập với các người, vậy phe phái khác sẽ thấy tôi không vừa mắt đó. Ngọc Tiểu Long nói, anh quan tâm đến cái này sao? Lục Chiến Long nói, tôi đương nhiên là không quan tâm rồi, hơn nữa, tôi còn là người mà phó lão cất nhắc lên trên. Nhưng, tôi không vào đội, tất nhiên là có lý do của tôi. Nếu quốc gia gặp nạn, cần điều động người, các phe phái của các người sẽ liên lụy lẫn nhau. Cản tay lẫn nhau, không biết lại giày vò khốn khổ bao lâu nữa. Điều người của tôi, bạn có ý kiến, điều người của bạn, tôi có vấn đề. Suy đi tính lại, từ giúp nhân dân giải quyết vấn đề khó khăn, lại biến thành đấu tranh. Tôi chỉ muốn làm một người thuần túy bị người khác điều động, khi có chuyện như vậy phát sinh, bất kể là phe của cô hay là phe của hắn, đều có thể là người đầu tiên nghĩ đến Lục Chiến Long tôi đây. Điều động tôi đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Lời nói của Lục Chiến Long khiến Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan không khỏi nghiêm túc kính trọng, giơ ngón tay cái lên với hắn. Ngọc Tiểu Long sau khi nghe Lục Chiến Long nói, cũng không khỏi trầm mặc. Quả thật, mấy lần có chuyện xảy ra trên biên cảnh, lúc náo loạn đến nỗi không thể giải thích được, cũng là Lục Chiến Long đứng ra, hơn nữa, mọi người đối với hắn, cũng sẽ không có ý kiến gì. Nói như vậy cũng không sai, nhưng anh cũng biết mình là người mà phó lão cất nhắc, hơn nữa, còn đi lại gần với chúng ta. Ngay cả khi anh không đứng ra, mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã đứng ra rồi. Ngọc Tiểu Long nói. Cái này ngược lại cũng không sao mà, hiểu lầm thì ở đâu cũng có, Lục Chiến Long lơ đãng nói. Ngọc Tiểu Long thấy cũng đã nói đến tận đây rồi, nên không nói thêm gì nữa. Lục Chiến Long nếu như muốn trở thành một người thuần túy, vậy để cho hắn tiếp tục làm người thuần túy là được rồi, hơn nữa, ở xã hội này, cũng cần người như hắn. Cơm nước xong xuôi uống rượu xong, Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan cùng trao đổi phương thức liên lạc với Lục Chiến Long. Lục Chiến Long nói với Tề Đẳng Nhàn, hôm nào anh đây mời khách, cậu em đã đánh chết Hồng Thiên Đô, anh đây rất bội phục em, bữa cơm này, nhất định phải móc kẽ răng ra để mời. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha nói, được, em sẽ đợi. Lúc đi ra khỏi khách sạn, có một cô bé chưa tới 5 tuổi nhìn thấy Lục Chiến Long một quân phục, đã giơ tay ra chào hắn. Lục Chiến Long sửng sốt, sau đó đột nhiên nghiêm túc lên, giơ tay đáp lễ. Cô bé thấy anh đáp lễ, không khỏi vui vẻ rồi rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi càng thêm vài phần tôn kính với Lục Chiến Long. Có thấy đấy, đất nước này cũng có rất nhiều người đáng yêu. Tất cả họ đều cần tôi. Phó lão, hẳn là ông ấy cũng sẽ hiểu cho tôi. Lục Chiến Long quay đầu cười nói với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long yên lặng gật gật đầu, không lên tiếng, nhân phẩm của Lục Chiến Long thật sự là không tìm ra được một chút tật xấu nào. Lục Chiến Long ngồi xe của sĩ quan phụ tá rời đi,
nói là chờ ngày khác nhất định sẽ mời Tề Đẳng Nhàn ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới còn có người đàn ông thú vị như vậy, thuần túy như vậy. Tôi khá ngưỡng mộ anh ấy, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nói. Chỉ hy vọng những người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều thêm. Ngọc Tiểu Long cười nói. Tề Đẳng Nhàn nói, ngày mai cô theo tôi đi gặp Triệu Hồng Nê đi, trong thời gian ngắn, tôi cũng không muốn đơn độc đụng phải Triệu Hồng Tụ. Ngọc Tiểu Long nói, hiếm khi nhìn thấy một người có thể làm cho anh sợ như vậy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, cô ấy có thể đánh chết tôi tất nhiên là sợ rồi. Chẳng qua, chờ đến khi thân thể của tôi hoàn toàn khôi phục, vậy thì không nhất định. Hào quang trong mắt Ngọc Tiểu Long không khỏi lóe lên, nói thân thể của anh không phải đang ở trạng thái đỉnh phong, hôm nay lại có thể tay không bắt được cốt thép mà Tạ Cuồng Long múa lên, công lực của anh đã đến cảnh giới gì rồi? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không biết, nhưng chắc chắn đã không giống như trước đây. Chờ tôi khỏe hẳn, chúng ta cùng nhau giúp đỡ một chút, để cô cảm nhận một chút. Ngọc Tiểu Long nói, được, mỏi mắt mong chờ. Sau khi thỏa thuận thời gian gặp mặt ngày mai với Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan lái xe trở về. Chuyện đầu tiên Dương Quan Quan về đến nhà là cấp tốc xông vào phòng. Tề Đẳng Nhàn ra đầu tê dại, lúc cho rằng cô ấy lại muốn rồi, thì lại phát hiện cô ấy cầm quyển sổ ghi chép thực chiến thuật chân ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mau mau mau, hai trận chiến đấu hôm nay đã ghi chép lại rồi. Dương Quan Quan khẩn cấp nói. Bắt đầu để cho Tề Đẳng Nhàn nhớ lại về trận chiến đấu với Liễu Tông Nham Toái và Tạ Cuồng Long. Tề Đẳng Nhàn hơi sửa sang lại suy nghĩ, rồi nghiêm túc kể lại trận chiến hôm nay, hắn chẳng những sẽ phá giải chiêu thức, còn có thể kể lại ý nghĩ cụ thể lúc xuất chiêu, mấy thứ này, rất khó có được. Viết xong hai trận thực chiến này, đã là rạng sáng. Tề Đẳng Nhàn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, Dương Quan Quan thì xem thêm vài lần quyển thực chiến thuật chân ở dưới ánh đèn. Không ngừng đoán qua đoán lại. Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, ai ra, eo hôm nay xem như có thể được nghỉ rồi. Hắn nằm trên giường chơi điện thoại di động một lát, xử lý tin nhắn hôm nay chưa kịp trả lời, bên trong có vài tin nhắn là do người mẫu dưới tay Giang Khuynh Nguyệt gửi tới. Nội dung, chỉ đơn giản là một vài ảnh còn có video biến hình ngắn gì đó. Tề Đẳng Nhàn lần lượt mở ra xem, khinh thường nói, bình thường. Nói xong lời này, đã ném những ảnh và video này vào trong bộ sưu tập. Cuối cùng, hắn mở khung chat của Irina Zinva, sau khi nhìn vào bức ảnh selfie gợi cảm của cô gái con lai chân dài ở trong, hắn không khỏi nói, tốt. Cách nhau xa như vậy, Irina Zinva vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều nhắn tin báo cáo tình hình công việc cho hắn, vỏ ngoài còn kèm theo hai tấm ảnh selfie hoặc video, giống như sợ mình bị hắn quên mất. Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ vào lúc tâm tình tốt mới trả lời hai câu, phần lớn thời gian đều là xin mà không rep. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết Dương Quan Quan khi nào thì nghỉ ngơi, rồi lại dậy vào lúc nào, dù sao khi vừa mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng cô ấy ở bên ngoài phòng đang hô hô ha ha mà luyện tập. Người điên à, Tề Đẳng Nhàn nhịn không được cười khổ nói, vén rèm cửa sổ ra nhìn. Chỉ thấy Dương Quan Quan mặc một cái quần dài thể thao với một chiếc áo màu trắng lộ lưng đang ở trong sân luyện võ, thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, hai tay mở ra, phần lưng đang chậm rãi di chuyển theo quy luật. Hiển nhiên, đây là đang luyện thứ mà Hồng Thiên Đô dạy. Dáng người này, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau đó tiếp tục ném vào trong bộ sưu tập. Nhìn thân ảnh Dương Quan Quan đang khắc khổ luyện công. Hắn không khỏi hơi sửng sốt. Dương Quan Quan, kỳ thật cũng là một người rất thuần túy. Một võ nhân thuần túy. Tề Đẳng Nhàn rất chờ mong có một ngày, cô ấy có thể đạt tới trình độ cao hơn, lợi hại hơn mình. Trong nháy mắt khi Triệu Hồng Nê nhìn thấy Ngọc Tiểu Long, không khỏi ngẩn người, cô ta hiển nhiên là nằm mơ cũng không ngờ tới, kỳ thủ đứng sau lưng Tề Đẳng Nhàn kia, lại có thể là Ngọc Tiểu Long. Sau khi cô ta phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ngọc Tiểu Long gật đầu, nói, không nghĩ tới lại là Ngọc Tướng Quân, mời ngồi. Bàn cờ đã bày xong. Ngọc Tiểu Long khoanh chân ngồi đối diện với cô ta. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, nói, người thì tôi đã mang đến rồi. Triệu Hồng Nê khẽ mỉm cười, nói, đánh xong ván cờ này rồi nói sau.
Ngọc Tiểu Long lấy khăn mặt bày trên bàn để lau tay, nói, đến đi. Tôi đã không chơi cờ trong một thời gian dài rồi, hy vọng rằng tài đánh cờ không lui quá nhiều. Triệu Hồng Nê giơ tay lên, cầm lấy một quân cờ, nói, mời. Ngọc Tiểu Long trầm ngâm một lát, đưa tay vào trong hộp cờ lấy ra hai quân cờ đặt lên bàn cờ. Triệu Hồng Nê buông tay ra, bên trong cầm 5 quân cờ. Tôi quân đen, Triệu Hồng Nê bình tĩnh nói. Cô ta rất nhanh đã thả quân cờ đen vào tinh vị ở góc dưới bên phải, Ngọc Tiểu Long cũng không suy tư nhiều, chiếm lấy tinh vị góc trên bên trái. Không hiểu cờ nên không biết tinh vị là gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người phân biệt đã dựng xong bó cục sơ bộ ở phụ cận 4 tinh vị, thuận tiện đã ở góc dưới bên phải tinh vị bắt đầu chém giết và đối chọi gay gắt. Cờ của Ngọc Tiểu Long tự nhiên là trong nhu có cương cương như khi cô ấy luyện thái cực quyền, 30 chiêu ở phía trước, giết đến không phân cao thấp với Triệu Hồng Nê, khó phân thắng bại. Chẳng qua, Triệu Hồng Nê trung quy vẫn là kỳ thủ chuyên nghiệp, nghiên cứu đủ loại kỳ phổ, gặp qua vô số hình thái, hơn nữa cả ngày so chiêu với cao thủ. Cô ta một chiêu tạo nên bút tích như thần, kích hoạt bố cục trước đó, thoáng cái đã khiến cờ trắng của Ngọc Tiểu Long lâm vào khốn cảnh. Ngọc Tiểu Long quyết đoán vứt bỏ cục diện đã không thể cứu vãn, ngược lại đã đưa chiến trường dần dần kéo dài đến một bên khác. Lúc ở chiêu 174, Ngọc Tiểu Long đã đạt được tiên cơ một lần, nhưng mà, cô ấy hơi do dự, thế mà lại không bắt được. Khi đến chiêu thứ 177, ưu thế này đã bị khả năng đánh cờ mạnh mẽ của Triệu Hồng Nê trừ khử trong vô hình. Triệu Hồng Nê không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng còn quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, hình như tôi đã đánh giá thấp sự hèn hạ của anh. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không hiểu sao sờ sờ mũi mình, hắn cũng không nói gì mà, xem cờ không nói là quân tử, hơn nữa Ngọc Tiểu Long rơi vào thế yếu, hắn làm sao lại hèn hạ. Thật là không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại. Lúc ở chiêu thứ 192, cờ đen của Triệu Hồng Nê đã cầm được gân của cờ trắng. Ngọc Tiểu Long ra một quân cờ nhận thua. Lợi hại, Ngọc Tiểu Long lắc đầu, lại thêm một ván nữa đi. Đương nhiên, Triệu Hồng Nê gật đầu nói, tiếp tục cùng Ngọc Tiểu Long trao đổi hộp cờ, sau đó chỉnh lý lại cờ vây trên bàn cờ. Lúc này đây, đến phiên Ngọc Tiểu Long cầm quân đen. Ngọc Tiểu Long dường như đã tìm được trạng thái không tồi, sau khi cầm quân đen, bố cục và màn mở đầu đều vô cùng thành công, thẳng đến khi chiêu thứ 44, cờ trắng nhảy lên, ra một chiêu ngoài dự liệu của mọi người. Ngọc Tiểu Long nhướng mày, bước này đang ép tới, là muốn ép cô ra bài trước. Chẳng qua, sau một thời gian ngắn suy nghĩ, lập tức ứng chiêu. Khả năng chơi cờ mạnh mẽ của Triệu Hồng Nê lần nữa biểu hiện ra uy lực, khi chiêu thứ 86 vừa đứt, nước cờ cũng bởi vì một chiêu này mà hoàn toàn thay đổi. Ngọc Tiểu Long nhạy bén lên, ý đồ vứt bỏ con bỏ chạy. Cờ trắng lại ở chiêu thứ 90 bỏ con. Một chiêu này, có thể nói là nét bút vẽ rồng điểm mắt, đã hoàn thành mục tiêu chiến lược lớn của Triệu Hồng Nê. Ngọc Tiểu Long nhìn đến này, không khỏi thả hai quân cờ đen đang cầm ở ngón tay thon dài xuống, một lát sau, cầm lên, sau đó lại một lần nữa thả xuống. Hai phút sau, cô lắc đầu và nói, cô đã giành chiến thắng, tôi không phải là đối thủ của cô. Triệu Hồng Nê tiện tay ném cờ đen vào trong hộp cờ, nói, khả năng chơi cờ của Ngọc Tướng Quân quả thật đã giảm xuống, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, khả năng chơi cờ của tôi đã tăng lên. Ngọc Tiểu Long nói, dù sao cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, tôi không phải là đối thủ của cô. Triệu Hồng Nê quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, anh lừa tôi có thấy vui vẻ không? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói, ôi, đến người tôi cũng đã mang đến cho cô rồi, cô không nhận nợ phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi liên thủ với Ngọc Tướng Quân, nên chưa chắc đã sợ chị của cô đâu. Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long là cao thủ, như vậy nếu liên thủ, Thiên Vương lão tử tới cũng sẽ bị đánh thành què. Triệu Hồng Nê cười lạnh nói, Ngọc Tướng Quân thật sự đánh cờ cùng tôi ở trên mạng, hẳn là trận đầu tiên nhỉ. Sau đó, chắc chắn không phải là cô ấy, mà là do anh đổi một người chơi cờ khác. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng nhếch một cái, ngược lại không nghĩ tới Triệu Hồng Nê lại thông minh như vậy. Sau ván cờ kia, tôi quả thật không giúp hắn chơi cờ với cô nữa.
Ngọc Tiểu Long lúc này mới cười cười, lắc đầu nói. Khó trách vừa rồi cô không hiểu sao lại nói tôi hèn hạ. Tề Đẳng Nhàn trợn mắt nhìn. Triệu Hồng Nê nói, đưa người chơi cờ gần đây thường xuyên đánh cờ với tôi tới đây, lời hứa giữa chúng ta mới coi như là có hiệu quả. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói, được rồi, tôi đến sợ cô luôn. Người chơi cờ này, chị của cô kỳ thật đã gặp qua rồi. Hả, Triệu Hồng Nê không khỏi sửng sốt. Tiểu khu kim sắc hoa viên, ngày đó cô ấy ra tay cứu một người phụ nữ ngoại quốc, người phụ nữ này, chính là kỳ thủ vẫn luôn đánh cờ với cô. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Triệu Hồng Nê và Triệu Hồng Tụ tuy rằng là hai nhân cách, nhưng dù sao cũng dùng chung một thân thể, đối với chuyện này, dường như còn có chút ký ức vi diệu. Cô trầm tư một lát, mới kinh ngạc nói, lại là cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu không cô trực tiếp bay đến Trung Hải tìm cô ta đi, tôi nói địa chỉ của cô ta cho cô biết là được. Hắn muốn đưa luôn Triệu Hồng Nê từ Ma Đô ra ngoài, cứ như vậy, mình muốn làm chút chuyện gì, cũng không cần lo lắng nhân cách Triệu Hồng Tụ sẽ chạy ra làm loạn thêm. Triệu Hồng Nê suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, không, anh để cho cô ấy đến Ma Đô đi. Đi máy bay rất nhanh, tôi sẽ đợi cô ấy ở đây. Tề Đẳng Nhàn nói, này này, cô là kỳ thủ chuyên nghiệp, dựa vào cờ vây ăn cơm, nhưng người ta cũng không phải mà. Người ta có công việc, như thế nào cũng phải sắp xếp công việc, mới tới chơi cờ với cô chứ. Irena Zinva dưới sự chỉ đạo của Tề Đẳng Nhàn, nghiêm túc nghiên cứu kỳ phổ của Triệu Hồng Nê, sau mấy lần chơi cờ trên mạng, tỷ lệ thắng của cô ta rất cao. Trước đó, Triệu Hồng Nê thật vẫn luôn cho rằng kỳ thủ kia chính là bản thân Tề Đẳng Nhàn, không nghĩ tới là tìm một kỳ thủ lợi hại. Tề Đẳng Nhàn trong lòng nghĩ là thắt lưng mới được nghỉ ngơi một ngày, người này đã đưa mị ma Irena Zinva có thể hút hết tủy xương của người đến, vậy mình không phải sẽ đột tử sao? Tuy rằng đồ vật do Yến Tử Doanh ở Tuyết Quốc dạy ra quả thật là làm cho người ta rất khó quên. Lời này của anh cũng có lý, vậy tôi sẽ chờ anh vài ngày. Gọi cô ấy tới càng sớm càng tốt và hoàn thành lời hứa của anh. Triệu Hồng Nê có chút không vui nói. Tề Đẳng Nhàn cười cười, hắn cảm thấy, nhân cách Triệu Hồng Nê tuy rằng cũng trong trẻo lạnh lùng một chút, nhưng rõ ràng so với biến thái Triệu Hồng Tụ kia thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Ngọc Tiểu Long không khỏi liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, cảm thấy kẻ này đúng là tìm đường chết. Tìm mình làm kỳ thủ thắng một ván còn chưa tính, lại đi tìm kỳ thủ lợi hại hơn để đối phó Triệu Hồng Nê, thật sự là không biết xấu hổ. Tôi đẹp trai thì cô cứ chính đại quang minh mà nhìn, không cần cứ phải nhìn trộm tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn chú ý tới ánh mắt Ngọc Tiểu Long, không khỏi cười nói. Ngọc Tiểu Long dứt khoát nhắm mắt lại, sợ sau khi nhìn nhiều, sẽ bẩn mắt. Hắn cũng là một người thuần túy, tiểu nhân thuần túy đê tiện. Ngọc Tiểu Long không khỏi thầm nghĩ. Triệu Hồng Nê vẫn coi là rất dễ ở chung, sau khi chơi cờ xong, còn mời Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long uống trà. Tôi rất tò mò, hai nhân cách của cô đến từ đâu thế? Cô không đến bệnh viện để khám à? Tề Đẳng Nhàn hỏi, ít nhiều cũng mang theo chút ý nghĩ muốn tìm hiểu. Chuyện này rất bình thường, nội tâm có nhiều mâu thuẫn, tất nhiên sẽ sinh ra hai nhân cách. Triệu Hồng Nê bình tĩnh nói. Khi còn bé tôi rất thích chơi cờ, nhưng bọn họ lại phát hiện tôi rất có thiên phú tập võ. Mỗi khi tập võ tôi đều vô cùng mâu thuẫn và kháng cự, hơn nữa. Tôi còn muốn giúp bọn họ giết người, làm rất nhiều việc không muốn tự mình phải làm. Dần ra, cứ như vậy mà sinh ra hai nhân cách. Ít nhất, như vậy cũng có thể an ủi chính mình, hai tay Triệu Hồng Nê vẫn sạch sẽ không làm bẩn cờ vây. Ngọc Tiểu Long lại không khỏi cười nói như vậy, người có được hai nhân cách, ắt sẽ rất mâu thuẫn. Triệu Hồng Nê mới là nhân cách chủ nhân của cô, như vậy. Nhân cách của Triệu Hồng Tụ sẽ đi ra ngoài kiểu gì? Triệu Hồng Nê thở dài nói, thường thường khi mà tôi không muốn làm một số việc, thì cô ấy sẽ đi ra ngoài và hoàn thành những chuyện đó. Đương nhiên, cũng có lúc không bị tôi khống chế. Nhân cách chủ của tôi thỉnh thoảng cũng sẽ không hiểu sao mà ngủ say vài ngày, việc khống chế hoàn toàn là do nhân cách của Triệu Hồng Tụ làm. Tề Đẳng Nhàn nói, không nghĩ tới việc trị liệu sao? Tôi có thể giúp cô liên hệ với các nguồn lực y tế hàng đầu, có lẽ cô có thể khôi phục hoàn toàn. Nhân cách phân liệt, đó là bệnh tâm thần rất nghiêm trọng đấy.
hắn đương nhiên là muốn chữa khỏi loại bệnh này của Triệu Hồng Nê, nếu như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng đến sự uy hiếp từ thiên phạt của Triệu gia. Triệu Hồng Nê mang theo cảm xúc mâu thuẫn trong khi làm tất cả các việc cho Triệu gia, cho dù một thân võ công đó không giảm chút nào, cũng không nhất định sẽ nguyện ý làm việc giúp Triệu gia. Triệu Hồng Nê lại nói, đối với nhân cách của Triệu Hồng Tụ mà nói, như vậy chẳng khác nào giết chết cô ấy. Nếu anh muốn giết chết cô ấy, tất nhiên cô ấy sẽ phản kháng. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này cũng đơn giản thôi, trước tiên mà khống chế được thì không phải là tốt rồi sao, võ công cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có lúc giấy không thoát được. Triệu Hồng Nê lắc đầu nói, mấy chữ không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm thì tránh này, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua sao? Một khi xảy ra chuyện có thể uy hiếp đến nhân cách đó, thì cô ấy sẽ ra ngoài. Trước khi anh khống chế được cô ấy sẽ giết chết anh trước. Tề Đăng Nhàn cười tủm tỉm nói, tôi và Ngọc Tướng Quân hợp tác, cô ấy chưa chắc có thể giết chết nổi chúng ta. Triệu Hồng Nê lại cười lạnh nói, tôi khuyên anh tốt nhất không nên có ý nghĩ như vậy, nếu không, khi mà anh chết, tôi không hề có liên quan gì đến việc đó. Lúc cô ta nói ra lời này, trên người bắt đầu toát ra một loại khí tức nguy hiểm rất độc đáo, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long không khỏi cảnh giác trong lòng. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, nói tôi chẳng qua chỉ là muốn giúp cô chữa bệnh mà thôi, tôi nghĩ, cô cũng không muốn trên người mình lúc nào cũng tràn ngập mâu thuẫn nhỉ. Triệu Hồng Nê nói, có một số việc, không có cách nào mà lựa chọn. Sau khi nói xong lời này, cô ta nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình chạm một chút trên nước trà. Nhìn thấy động tác kín đáo này của cô ta, Ngọc Tiểu Long và Tề Đẳng Nhàn biết, cô ta không muốn nói chuyện cùng bọn họ nữa, đây là ý tiễn khách. Vậy ngày khác sẽ lại đến học hỏi kỳ nghệ của cô, không thể không nói, chơi cờ với cô, thật sự rất thú vị. Ngọc Tiểu Long đứng dậy, nói. Nếu tài đánh cờ của Ngọc Tướng Quân tốt hơn một chút, có lẽ sẽ càng thú vị hơn. Triệu Hồng Nê lộ ra nụ cười sáng lạn ở trên mặt. Nhắc tới cờ vây, trên người cô ta cũng chỉ có dáng vẻ thiên chân vô tả, ngây thơ, đây là mảnh đất hiên bình thuộc về cô ấy. Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long tạm biệt rồi rời khỏi chỗ Triệu Hồng Nê, hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Triệu Hồng Nê quả nhiên là không muốn giúp Triệu gia làm việc, nếu không, cũng sẽ không một mình rời khỏi Triệu gia. Tề Đẳng Nhàn nói. Nếu nói tới năng lực của một nhân cách khác của cô ta là Triệu Hồng Tụ, trên thế giới này không ai có thể ép buộc được cô ta mới đúng, cô ta hoàn toàn có năng lực và thực lực để tự lựa chọn những cuộc sống không giống nhau. Ngọc Tiểu Long nhíu mày nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, mỗi một người đều có một chút chuyện khó nói, có lẽ cô ta cũng như vậy. Ngọc Tiểu Long nghe xong gật đầu, với năng lực của Triệu Hồng Tụ thì trên thế giới này, không ai có thể trói buộc được cô ta. Võ công đã luyện đến cảnh giới như này, đã là nhân tận địch quốc lấy sức một người có thể diệt cả một quốc gia. Người như vậy, cho dù có cố ý ẩn núp ở một quốc gia để phá hoại, chuyên môn ám sát những nhân viên quan trọng, cũng sẽ làm cho quốc gia này thần hồn nát thần tính tự mình nghĩ ra một điều gì đó rồi bị dọa. Nói thật đi, có phải anh đã đột phá cảnh giới nhân lực đỉnh cao hay không? Ngọc Tiểu Long bỗng nhiên chất vấn Tề Đẳng Nhàn. Tôi không biết, Tề Đẳng Nhàn sửng sốt. Sau đó cười cười, gần đây liên tục tử đấu với cao thủ, quả thật là được lợi rất nhiều, nhưng có thể thật sự nhận thức được chân thần có trong cơ thể hay không, cũng không rõ ràng lắm. Cái gọi là kiến thần bất hoại mà có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, ở trong học thuyết của đạo giáo đã nói, trong mỗi một huyệt vị của cơ thể con người, đều có một vị thần linh sẽ khống chế huyệt vị này, nối liền với nhau, từ đó mà khống chế toàn thân. Nếu như có thể nhìn thấy những thần linh này, khai thông với hắn, như vậy sẽ có thể khống chế bản thân triệt để, cho dù là một ít thương thế không đáng kể trên thân thể, cũng có thể được chữa trị. Thân thể một khi bị thương, vậy sẽ có vết thương lưu lại, cho dù nhìn qua đã khỏi hẳn, nhưng nhất định sẽ không bằng được như lúc trước khi bị thương, mà khi đến cảnh giới này, sẽ có thể chữa trị triệt để, đạt tới cảnh giới bất hoại. Ngọc Tiểu Long mặt không chút thay đổi nói, nếu như anh thật sự đã đạt tới cảnh giới này thì quá đáng sợ. Tuổi của ơn, còn chưa tới 30. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chờ khi tôi khỏi vết thương, sẽ nói cho cô biết. Hai người đang nói chuyện, thì Tề Đẳng Nhàn nhận được tin nhắn từ một người mẫu dưới trướng của Giang Khuynh Nguyệt. Tề tiên sinh, Giang tiểu thư đã xảy ra chuyện,
anh mau đi giúp cô ấy đi. Tin tức này khiến cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, sau đó hỏi ngay đã xảy ra chuyện gì. Người mẫu gửi voi chat, nói là hôm nay khi Giang Khuynh Nguyệt đang làm việc trong phòng làm việc, nhưng không lâu sau đó, Giang Sơn Hải tới, hơn nữa hai cha con đã cãi nhau một trận, cuối cùng, Giang Khuynh Nguyệt bị Giang Sơn Hải uy hiếp bằng sự an nguy của mẫu thân gốc là Mẫu Chin đi theo Giang Sơn Hải trở về Giang gia. Giang Khuynh Nguyệt, đệ nhất mỹ nữ ở Ma Đô kia sao? Không nghĩ tới nợ phong lưu của anh vẫn còn rất nhiều. Ngọc Tiểu Long nghe được giọng nói, không khỏi cười lạnh nói. Hai, bạn gái xì căng đan mà thôi, cuộc sống của cô ấy không tốt, tôi giúp cô ấy chút thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thả điện thoại di động ra. Ngọc Tiểu Long nói, anh giải thích với tôi làm gì? Liên quan quái gì đến tôi? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đây là sợ cô hiểu lầm nhân phẩm của tôi. Ngọc Tiểu Long nói, anh cũng không có nhân phẩm gì đáng nói. Tề Đẳng Nhàn không nói nhảm với cô nữa, Giang Khuynh Nguyệt nói thế nào cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh. Hơn nữa, loại người hèn hạ vô sỉ như Giang Sơn Hải, anh cũng thật sự là nhìn không quen. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với Ngọc Tiểu Long, không nói hai lời, đã chuẩn bị đi thẳng đến biệt thự của Giang gia. Gần đây anh cẩn thận một chút, tôi nghe được một ít lời đồn nhằm vào anh, nói là anh và một ít người buôn bán ma túy có quan hệ, đoán chừng là có người muốn nhân cơ hội này mà vu oan cho anh. Ngọc Tiểu Long nói thêm một câu khi hắn lên xe, ông đây hận nhất là ma túy, nếu thật sự có người bán ma túy tiếp xúc với tôi sẽ giết chết luôn. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, lái xe rời đi. Lâm Thiếu, đây là con gái của tôi Giang Khuynh Nguyệt. Trong biệt thự của Giang gia, có một người trẻ tuổi mặc quân phục, đó là Lâm Tòng Long lúc trước từng có xung đột với Tề Đẳng Nhàn. Mâu thuẫn giữa bố con Lâm gia và Tề gia cũng không phải là chỉ có một chút, bọn họ vốn là họ bên ngoại của Tề gia, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt mà bỏ đá xuống giếng với Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn. Lâm Tòng Long không khỏi đánh giá Giang Khuynh Nguyệt từ trên xuống dưới, chiều cao khoảng 1m75, khuôn mặt đẹp, khí chất tốt. Quả thực là xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Ma Đô. Hơn nữa, Giang Khuynh Nguyệt dù sao cũng là người làm nghề người mẫu, cho nên, ở việc phối đồ cũng là theo trào lưu hot nhất. Lâm Tòng Long cảm thấy rất hài lòng, nhưng Giang Khuynh Nguyệt lại đen mặt. Lâm Thiếu, tôi vừa mới lấy được mã não của đà chủ Long Môn ở Ma Đô, tương lai sẽ đảm nhiệm chức đà chủ Long Môn, đến lúc đó, kính xin Lâm gia cổ vũ cho tôi nhiều hơn. Giang Sơn Hải cười nói. Lâm Tòng Long cười nói, Tề Đẳng Nhàn này thật đúng là thấy tiền mờ mắt, ngay cả loại vật như này mà nói bán là bán luôn. Chẳng qua thế cũng tốt, đỡ cho chúng ta lại vì việc này mà phải ra tay đối phó hắn. Giang Sơn Hải lại nói, Lâm Thiếu đối với con gái nhà tôi có hài lòng không? Lâm Tòng Long hài lòng gật đầu, nói tôi rất hài lòng. Cô Giang, cô nghĩ sao về tôi? Giang Khuynh Nguyệt muốn nói, tôi cảm thấy anh là một đống cứt chó. Giang Sơn Hải trước khi cô ta mở miệng, ánh mắt cũng đã liếc tới, ánh mắt kia mang theo âm u lạnh lẽo, ý uy hiếp thì không cần nói cũng biết. Tôi đối với hôn nhân của mình không có chủ kiến, toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của bố tôi. Giang Khuynh Nguyệt hờ hững nói, nhưng nắm đấm, lại không tự chủ được mà nắm chặt. Chẳng qua. Giang Sơn Hải nhíu mày nói, chẳng qua. Giang Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, chẳng qua, lần trước trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Xuất hiện một người tên Tề Đẳng Nhàn, anh ấy đã là bạn trai trên danh nghĩa của tôi. Anh cưới tôi, anh ta sẽ không mặc kệ chứ. Lâm Thiếu cũng biết người này mà, có thể đối phó được không? Lúc này cô ta hoàn toàn muốn lôi tên Tề Đẳng Nhàn này ra để ngăn cản việc này một chút, dù sao, Tề Đẳng Nhàn chính là người đã vả vào mặt của Giang Sơn Hải. Giang Sơn Hải vừa nghe thấy cái tên này đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí trong mắt đã toát ra hận ý. Tôi và phế vật này đã sớm quen biết, lại nói nữa, hắn là biểu đệ của tôi. Hắn có lợi hại đến đâu thì có thể làm như thế nào, lúc trước còn không phải đã kẹp đuôi lại rồi bị đuổi ra khỏi Ma Đô xa. Hơn nữa, hắn bây giờ đang quá nổi bật, phía trên đang cố ý chèn ép hắn. Cấp trên trực tiếp của tôi, chiến tướng Tạ Cuồng Long đã tự mình đến Ma Đô. Nếu hắn dám mạo hiểm, các người cứ việc nhìn hắn chết như thế nào là được rồi. Lúc nói lời này, Lâm Tòng Long sắc mặt bình tĩnh, dương dương đắc ý,
hồn nhiên mà quên mất lúc trước mình đi tìm Tề Đẳng Nhàn gây phiền toái, đã bị đánh thành chó chết. Khi nghe được ba chữ Tạ Cuồng Long, người ở đây đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Tạ Cuồng Long, một trong năm con rồng của Hoa Quốc, thanh danh này, ai mà không biết, ai mà chưa từng nghe qua. Giang Sơn Hải chấn động nói, Tạ Cuồng Long tiên sinh vậy mà muốn tự mình đối phó với họ Tề. Thật sự là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Lâm Tòng Long nói, không có cách nào mà, gần đây họ Tề rất nổi bật, phải chèn ép. Chẳng qua, nếu Tạ chiến tướng tự mình ra tay, thì cho dù hắn lợi hại hơn gấp 10 lần, cũng không đủ nhìn. Giang Khuynh Nguyệt cũng là người từng nghe qua tên của Tạ Cuồng Long, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô ta thật không ngờ, Tạ Cuồng Long cái người đại danh đỉnh đỉnh như vậy, lại chạy đến Ma Đô, vì chèn ép Tề Đẳng Nhàn. Lần này, cô ta cũng ý thức được sự tình không ổn, cho dù Tề Đẳng Nhàn nguyện ý vì mình mà ra mặt, ước chừng, cũng không có tác dụng gì, quá nửa còn có thể bị liên lụy. Tôi thấy, chọn ngày không bằng ngày mai. Lâm Thiếu và Khuynh Nguyệt, ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc đính hôn được không? Phu nhân của Giang Sơn Hải Sở Tiên Giao vào đúng lúc này đi ra, mở miệng hỏi. Tôi đương nhiên là không có ý kiến gì, thậm chí tôi còn có thể mời Tạ chiến tướng đến làm chứng cho chúng ta. Lâm Tòng Long mỉm cười nói. Giang Khuynh Nguyệt lại nói, sinh nhật của tôi vừa mới đính hôn một lần, bây giờ lại nữa, tôi không cần mặt mũi sao? Giang Sơn Hải nói, chuyện lúc trước không ai để ở trong lòng, huống chi, nếu con gả cho Lâm Thiếu, còn ai dám nói lung tung. Giang Khuynh Nguyệt sắc mặt không vui, nhưng cũng không nói gì nữa, tất cả an nguy của mẫu thân cô ấy đều phụ thuộc vào Giang Sơn Hải, nếu mình khiến cho hắn không thoải mái, vậy hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Quên đi, cam chịu số phận đi, ngay cả người như Tạ Cuồng Long cũng lôi ra, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Giang Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Giang Sơn Hải nhìn thấy sắc mặt suy sụp của Giang Khuynh Nguyệt, trong lòng không khỏi cười lạnh, lúc này, ngược lại còn muốn xem cô ta có thể phản kháng như thế nào. Yo, Giang đà chủ, trong nhà có khách rồi à? Sao lại không thông báo cho tôi một tiếng thế? M thanh âm dương quái khí, người có lời lẽ, cử chỉ quái đản từ cửa truyền đến, có thể âm dương đến như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết đó là ai. Giang Khuynh Nguyệt cũng không khỏi giật mình, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nháy mắt, hiển nhiên, cô ta không muốn hại Tề Đẳng Nhàn. Trải qua chuyện lần trước, cô ta cũng biết Tề Đẳng Nhàn là người có bối cảnh có năng lực, nhưng mà, lúc này lại đối mặt với Lâm Tùng Long, cấp trên ở sau lưng hắn, vậy mà lại là Tạ Cuồng Long, đường đường là một trong năm con rồng của Hoa Quốc. Cô ta cũng không cho rằng Tề Đẳng Nhàn có thể đè Tạ Cuồng Long xuống giống như Trịnh Hữu Bân phải cúi đầu xuống. Thì ra là Tề Tổng, tôi cũng không mời anh tới nơi này làm gì? Giang Sơn Hải nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì không có hảo cảm gì, khinh thường hỏi. Tôi đến tìm bạn gái của tôi, không được sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Lâm Tòng Long lại nói, bạn gái. Xin lỗi, Giang Khuynh Nguyệt bây giờ là vị hôn thê của tôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, ha, đây không phải là Lâm Tòng Long sao? Đã lâu không gặp, đây là lại chuẩn bị đến chỗ tôi ăn một bữa đánh à? Lâm Tòng Long sắc mặt xanh mét, chuyện lần trước, đã quét sạch mặt mũi của hắn, Tề Đẳng Nhàn lại nhắc lại chuyện cũ, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tề Đẳng Nhàn, chúng ta đã chia tay rồi, anh không cần phải dây dưa với tôi nữa, đi đi. Giang Khuynh Nguyệt không kiên nhẫn phất phất tay, nói. Hả, qua cầu rút ván, tôi mới kéo cho cô một danh sách lớn như vậy, cô quay đầu đã tìm một người vừa lùn vừa nghèo, sau đó đá cao phú soái như tôi sao? Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt không vui nói. Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói, sau lưng của Lâm Thiếu chính là chiến tướng Tạ Cuồng Long, một trong năm con rồng của Hoa Quốc, anh có tư cách gì mà so với hắn? Cút đi! Cô ta nói như vậy, đương nhiên là không muốn liên lụy đến Tề Đẳng Nhàn. Người này tuy hơi đáng ghét một chút, nhưng chung quy đối xử với cô ta cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cô ta còn cố ý chỉ ra chỗ dựa của Lâm Tòng Long, chính là để cho Tề Đẳng Nhàn biết tất cả. Tạ Cuồng Long. Ngày hôm qua hắn vừa mới nhận tôi làm đại ca, hôm nay đã để cho chó săn của mình đến cướp chị dâu của hắn, đùa tôi đấy à? Một trong năm con rồng của Hoa Quốc, cho dù không có phẩm chất thế nào, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này nhỉ.
Tề Đẳng Nhàn nghe xong sửng sốt, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Lời nói của hắn, đã làm cho Lâm Tòng Long sắc mặt tối sầm, nói, họ Tề, mày đừng có láo xược nhu thế. Mày chỉ là chuẩn tướng mà thôi, lại dám vũ nhục chiến tướng Tạ Cuồng Long. Nếu hắn muốn đối phó mày, một cái tát cũng đủ để đánh chết mày rồi. Giang Khuynh Nguyệt nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói những lời này, cũng là không khỏi trợn tròn mắt. Có điên như vậy không, mà nói Tạ Cuồng Long đã nhận hắn làm đại ca. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Giang Khuynh Nguyệt, nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Giang Khuynh Nguyệt lộ ra vẻ mặt do dự, cô đương nhiên là rất muốn rời đi, vận mệnh của mình đương nhiên là phải do mình tự nắm giữ mới là chính xác. Nhưng Sở Tiên Giao lại cười lạnh nói, Giang Khuynh Nguyệt, nếu cô rời đi, thì phải tự mình cân nhắc đến hậu quả. Giang Sơn Hải cũng nói, lần này nếu như cô dám làm trái với ý muốn của tôi, thì ở bên Đức, tôi chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Hai cái tên rác rưởi không có phẩm chất gì, cả ngày lấy người mẹ bệnh nặng của người ta ra để uy hiếp người ta, đến cả mặt cũng không cần phải không? Tề Đẳng Nhàn lấy điện thoại ra. Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, không thể rời đi được, anh cũng đừng gây chuyện nữa. Tề Đẳng Nhàn hỏi, mẹ cô ở bệnh viện nào? Tôi nhớ cô đã nói qua rồi. Ồ, là bệnh viện tự do liên kết Đại học Đức Bách Lâm phải không? Giang Khuynh Nguyệt ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại, nói, ngỗng lớn, giúp tôi liên lạc với chính phủ Đức một chút, làm một việc cho tôi. Ngài nói đi nhị đương ra, để tôi bảo thư ký sắp xếp. Kuczynski cũng không hỏi là có chuyện gì, mà trả lời bằng mấy câu tiếng phổ thông Hoa Quốc sứt sẹo, đồng ý luôn. Bệnh viện tự do liên kết Đại học Đức Bách Lâm, có một người phụ nữ tên là Lý Nguyệt Mai, ông bảo người của chính phủ Đức bảo vệ bà ấy đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Nhớ kỹ này, động tác nhất định phải nhanh, trong vòng 10 phút phải xử lý ổn thỏa cho tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Kuczynski vừa nghe xong, đã nói, yên tâm, chuyện này dễ thôi, tôi liên hệ với chính phủ Đức luôn đây. Kuczynski nắm trong tay tài nguyên lớn như thế ở Tuyết Quốc, cho dù là chính phủ của quốc gia nào, khi tiếp xúc với hắn, cũng sẽ cho hắn sự tôn kính lớn nhất. Huống chi, đại đa số khí đốt mà Đức đang sử dụng trong nước là do Kuczynski vận chuyển qua đó. Trong mắt của chính phủ Đức, ông ta không khác gì một vị thần tài. Thần tài này gọi điện thoại cho Tổng thống, người ta nào dám làm hắn ta chậm trễ. Tề Tổng, chém gió cũng không phải chém như vậy, tôi cũng không tin một cuộc điện thoại của anh có thể khiến chính phủ Đức đến làm việc cho anh. Giang Sơn Hải cười lạnh nói. Sở Tiên Giao lắc đầu, nói, Giang Khuynh Nguyệt, cô đừng nên có mấy âm mưu dẫy dụa nhàm chán đó, nếu không, người mẹ của cô chỉ có thể chết thảm hơn mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Giang Khuynh Nguyệt, hỏi, lần này cô có muốn tin tôi không? Nếu như cô đồng ý, vậy thì chuyện này tôi sẽ giúp cô, còn nếu cô không muốn, vậy thì thôi đi. Trong nội tâm của Giang Khuynh Nguyệt bắt đầu dẫy dụa, đúng như Giang Sơn Hải nói, một cuộc điện thoại của Tề Đẳng Nhàn có thể khiến cho chính phủ Đức điều người sang bảo vệ cho mẹ của cô. Loại chuyện như này, nghe có chút không đáng tin. Nhưng cô không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra lần trước trong phòng làm việc của mình, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều bị Tề Đẳng Nhàn đánh vào mặt. Tôi tin anh giúp tôi đi. Giang Khuynh Nguyệt gần như là cắn răng mà nói ra 7 chữ này. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được, đến bên cạnh tôi đi. Giang Khuynh Nguyệt lập tức muốn đi qua, nhưng lại bị Lâm Tòng Long giữ chặt một cánh tay. Giang tiểu thư, có phải đầu óc cô hỏng rồi không? Mấy lời quỷ quái này của hắn ta mà cô cũng tin sao? Lâm Tòng Long cười lạnh hỏi. Vào lúc này Tề Đẳng Nhàn đột nhiên bước một bước dài mà xông lên, bép một tiếng, giơ tay lên tát một cái vào chính giữa khuôn mặt của Lâm Tòng Long. Cả người Lâm Tòng Long đều bị bay ra ngoài, bay ra xa 2 mét, ngã lăn xuống đất. Hừ, đây là chị dâu của cấp trên trực tiếp của anh cũng dám đụng vào à? Cẩn thận Tạ Cuồng Long tới, giết chết anh luôn đó. Tề Đẳng Nhàn mang vẻ mặt trêu tức nói, nắm lấy tay của Giang Khuynh Nguyệt. Lâm Tòng Long bị hắn tát bay, ngây người nhìn hai người Giang Sơn Hải và Sở Tiên Giao. Giang Sơn Hải giận quá hóa cười, nói, được rồi, Giang Khuynh Nguyệt, cô thật sự là muốn lật trời rồi. Tôi đây sẽ để cho mẹ của cô đau đớn đến nỗi không muốn sống,
xem cô có còn dám phản kháng tôi nữa không. Sau khi nói xong lời này, ông ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại video cho cấp dưới của mình ở thành phố Bách Lâm luôn. Các người ra tay đi, cắt đứt hai chân của người đàn bà phế vật kia cho tôi muốn cho nghịch nữ này tận mắt nhìn mẹ của cô ta đau khổ như thế nào. Giang Sơn Hải cười gằn nói. Hiểu rồi, Giang tiên sinh, cấp dưới ở đầu bên kia đồng ý một tiếng, sau đó để cho một người cầm điện thoại di động nhắm vào giường bệnh, người kia cầm một thanh sắt để chuẩn bị ra tay. Giang Sơn Hải lật điện thoại di động lại, đưa hình ảnh hướng về phía của Giang Khuynh Nguyệt, lạnh lùng nói, nghịch nữ, mày nhìn kỹ cho ông đây, đây là cái giá phải trả cho sự phản kháng của mày. Sở Tiên Giao hờ hững nói, Giang Khuynh Nguyệt nếu còn không chịu thuận theo nữa thì giữ lại mạng chó này của mẹ cô ta cũng vô dụng, giết luôn thì càng sòng phẳng hơn. Sắc mặt Giang Khuynh Nguyệt trắng bệch, cả người đều run rẩy, tuyệt vọng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, có chút khó chịu, chuẩn bị tiến lên bắt Giang Sơn Hải trước, ngăn cản những người đó làm tổn thương mẹ của Giang Khuynh Nguyệt rồi nói sau. Giang Sơn Hải, bà ấy cho dù thế nào cũng từng làm phu thê với ông cần gì phải làm đến cùng như vậy. Giang Khuynh Nguyệt tuyệt vọng kêu to, khóc đến nỗi nước mắt như mưa, vô cùng đau khổ. Hừ, chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi, tôi cần là một tiên giao như này. Một người phụ nữ có thể mang đến cho tôi quyền lực, chứ không phải là một người phụ nữ mặt vàng chỉ biết gây trì hoãn. Giang Sơn Hải khinh thường nói. Mắt thấy người trong đoạn video chuẩn bị động thủ, nhưng đúng lúc này, lại truyền đến một tiếng nổ lớn do cửa chính bị đập vỡ. Polit, put your hands up. Một đám cảnh sát vọt vào trong phòng bệnh, giơ súng lục lên nhắm thẳng vào cấp dưới của Giang Sơn Hải. Dùng tiếng của xứ sở mặt trời không bao giờ lặn thông dụng trên thế giới mà tức giận hét to lên. Một màn bất thình lình này khiến Giang Khuynh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Giang tiên sinh, nơi này có rất nhiều cảnh sát. Chúng ta không thể ra tay được. Cấp dưới hét lên như khóc tang. Sau đó, điện thoại di động của cấp dưới đã rơi xuống đất, một đám cảnh sát chen chúc xông lên, khống chế hết tất cả thủ hạ của Giang Sơn Hải. Giang Sơn Hải và Sở Tiên Giao không thể tin được vào mắt của mình. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, là có thể giải cứu Lý Nguyệt Mai đang cách xa vạn dặm kia. Đùa đấy à? Tề Đẳng Nhàn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ảnh hưởng của Gusinski ở trong nước Đức vẫn là vô cùng lớn, hiệu suất làm việc của chính phủ Đức cũng nhanh đến kinh người. Bây giờ, hắn không có vốn liếng để uy hiếp cô nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười cười với Giang Khuynh Nguyệt. Nước mắt Giang Khuynh Nguyệt thoáng cái đã tuôn ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, không để cho cô ấy mềm nhũn ngã xuống đất, nói yên tâm đi, mẹ của cô sẽ không có việc gì đâu. Hơn nữa, tôi cam đoan rằng bà ấy có thể tiếp nhận những trị liệu tốt hơn so với bây giờ. Giang Khuynh Nguyệt vô cùng cảm động mà gật gật đầu, nói cảm ơn. Sở Tiên Giao cắn răng nói với Giang Sơn Hải, tôi đã sớm nói với ông rồi. Xử lý bà ta sớm một chút đi, ông cứ nhất định phải nương tay. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc, cách làm này của Giang Sơn Hải, ở trong mắt người phụ nữ này, vậy mà lại coi là đã nương tay rồi sao? Vậy thì cái loại thủ đoạn độc ác của bà ta phải đến trình độ nào? Rất xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Giang Sơn Hải bị mắng đến nỗi đầu cũng không khỏi rũ xuống, chua xót nói. Tề Đẳng Nhàn cảm giác tam quan của mình lại vỡ vụn. Trên thế giới này thật đúng là có loại người đàn ông kỳ lạ như này. Giang Khuynh Nguyệt cảm giác được mấy năm đau khổ của mình rốt cục đã kết thúc khi mà mẹ của mình được các thám tử Đức bảo vệ. Giang Sơn Hải đã không thể dùng chuyện này để uy hiếp, buộc cô đi làm những việc mà cô không muốn làm nữa. Lâm Tòng Long lúc này đã đứng dậy từ trên sàn, cắn răng nói với Tề Đẳng Nhàn, cướp người phụ nữ của tao, còn ra tay đánh tao. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Nói, anh nhầm rồi phải không? Là do tôi nói không đủ rõ ràng, hay là do cái tát kia quá nhẹ, không đánh tỉnh được anh thế? Sở Tiên Giao lúc này mới mở miệng nói, Lâm Thiếu, cậu mời chiến tướng Tạ Cuồng Long tới chủ trì công đạo cho mình đi. Sau khi nói xong lời này, bà ta nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nói, Giang Khuynh Nguyệt, đừng tưởng rằng chúng ta không động vào mẹ của cô được thì cô có thể bình an vô sự. Dám làm trái ý của tôi, Giang gia đại tiểu thư như cô,
cũng coi như là kết thúc rồi. Giang Khuynh Nguyệt rõ ràng là có vài phần sợ hãi Sở Tiên Dao, lúc trước, chính là khi người phụ nữ này xuất hiện, mới thay đổi tất cả mọi thứ của gia đình này thành như bây giờ. Sở Tiên Dao đến từ Đế Đô, từng là một người phụ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mạng lưới nhân mạch rất rộng, có rất nhiều tài nguyên. Sau đó có một ông lớn ở Đế Đô xảy ra việc rồi bị bắt, Sở Tiên Dao có liên quan đến ông ta nên đã tốn không biết bao nhiêu tiền mới thoát ra khỏi đó được. Sau đó, bà ta đã đi tới Thượng Hải, nhìn chúng Giang Sơn Hải có dã tâm bừng bừng kia. Sở Tiên Dao, tôi không sợ bà. Giang Khuynh Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy hết dũng khí nói. Lâm Tòng Long lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói với Giang Khuynh Nguyệt, Giang Khuynh Nguyệt, bây giờ cô bò tới đây giống như một con chó cho tôi, xin lỗi tôi, thề rằng vĩnh viễn sẽ không phản bội tôi nữa, thì tôi có thể tha cho cô. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười nói, yên tâm, Tạ Cuồng Long thấy mặt tôi thì cũng phải gọi tôi là đại ca, hắn không dám làm gì cô đâu. Giang Khuynh Nguyệt sắc mặt trắng bệch mà gật gật đầu, thanh danh của Tạ Cuồng Long, đối với cô ta mà nói, là vô cùng đáng sợ. Phải gọi mày là đại ca. Ha ha ha, tao đang sợ sau khi hắn tới, thì dù mày quỳ xuống gọi hắn là tổ tông cũng không ai cứu được mày cả. Lâm Tòng Long cười gằn rồi gọi điện thoại cho Tạ Cuồng Long. Tạ Cuồng Long tới Thượng Hải, vốn là muốn chèn ép danh tiếng của Tề Đẳng Nhàn, lúc này mà hắn và Tề Đẳng Nhàn nổi lên xung đột, rồi mời Tạ Cuồng Long tới, vừa lúc mà vừa ý, Tạ Cuồng Long cũng không cần tìm cớ thì mới có thể ra tay nữa. Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi có vận cứt chó mà thôi, nhìn thấy nhân vật như Tạ Cuồng Long, mà không quỳ xuống gọi cha sao. Giang Sơn Hải cảm thấy việc này cũng vừa đúng, Tề Đẳng Nhàn càng ngông cuồng, lát nữa sẽ chết càng thảm, rồi mình cũng sẽ tiện thu hồi lại 2 tỷ đã bỏ ra kia. Ông ta vốn định đợi đến khi mình chính thức đảm nhiệm chức vụ đà chủ của Long Môn ở Thượng Hải sau đó mới đi tìm Tề Đẳng Nhàn gây phiền toái, nhưng nếu tên này đã muốn tìm chết, vậy tự nhiên là ông ta sẽ vỗ tay hoan nghênh. Yo, bà là Sở Tiên Dao sao? Tôi nhớ rồi, ở Đế Đô bà từng được coi như là danh nhân số 1. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Sở Tiên Dao lạnh mặt nói, nếu anh đã biết đến tôi, vậy bây giờ hẳn là có thể chọn đất chôn cho mình rồi chứ? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, với chút nhân mạch của bà, thì sao có thể dọa đến tôi? Ỷ vào chút tư sắc mà đi khắp nơi khoe khoang lẳng lơ. Bị cha tôi tát cho một cái ấy, còn đau không? Sở Tiên Dao nghe hắn nói như vậy, không sửng sốt. Anh họ Tề, cha của anh là tên người câm chết tiệt Tề Bất Ngữ sao? Sở Tiên Dao phục hồi tinh thần lại, vô cùng khiếp sợ nói. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi tò mò nhìn Tề Đẳng Nhàn và Sở Tiên Dao một cái, giữa hai người này, có chuyện gì chứ? Tề Đẳng Nhàn cười cười. Nói, người phụ nữ này lúc trước đã nói xấu mẹ tôi ở trước mặt cha tôi, cố ý câu dẫn cha tôi, nên đã bị ăn một cái tát đau, xương mũi cũng bị gãy luôn. Tề Bất Ngữ không giống đứa con trai Tề Đẳng Nhàn này, có đôi khi thích dựa dẫm vào người khác, mà là người đứng đắn nói thích không nhiều, hoặc là nói, là không hề nói gì. Dù sao thì lúc trước Sở Tiên Dao không biết xuất phát từ mục đích gì mà lại cố ý đi quyến rũ Tề Bất Ngữ, kết quả. Mình lại bị ăn một cái bạt tai rồi phải vào bệnh viện để làm phẫu thuật nối xương. Sở Tiên Dao cười lạnh nói, anh và cha của anh cũng giống nhau thôi đều là con chó bị đuổi ra khỏi Đế Đô, Tề gia cũng vứt bỏ các người như một đám rác rưởi. Đổi lại là trước kia, tôi thấy anh có tính thiếu gia như vậy, quá nửa là thật sự phải nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống lắc đuôi cầu xin, nhưng hiện tại, anh so với tôi, tính là cái thá gì. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu. Nói, bà cũng không sống được bao lâu đâu. Gần đây có phải thường xuyên vô duyên vô cớ gặp ác mộng phải không, thỉnh thoảng lại bị chảy máu cam gì đó, đến bệnh viện kiểm tra thì lại không tra ra được cái gì. Sở Tiên Dao bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho run lên, theo bản năng cảm thấy hắn có phải thông qua thủ đoạn gì đó mà theo dõi mình hay không. Nhưng nghĩ lại thì Tề Đẳng Nhàn hẳn là không có thần thông quảng đại như vậy. Hơn nữa, những chuyện này, ngay cả Giang Sơn Hải cũng không biết. Giang Sơn Hải nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong, trong mắt lại không khỏi hiện lên vẻ hung ác, vẻ mặt trở nên phức tạp. Thừa dịp mình còn có chút thời gian, làm chút việc thiện đi, đừng để đến lúc chết phải xuống địa ngục gặp Sa Tăng nhé. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Thân thể Sở Tiên Dao run rẩy, giận dữ nói, tiểu tử thối họ Tề kia,
anh bớt đứng đó nói chuyện giật gân đi, anh không dọa được tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, có phải đang hù dọa bà hay không, tự bà biết là được, không cần phải hô to gọi nhỏ. Tôi không so đo với một người sắp chết đâu, bà đi. Yên tâm mà chờ chết là được rồi. Hai mắt Sở Tiên Dao không khỏi đen sì, tâm trạng có chút không khống chế được, ngay sau đó, cũng cảm giác được mũi đang nóng lên, có máu tươi chảy ra. Tề Đẳng Nhàn có chút khinh bỉ lại có chút đồng tình mà nhìn bà ta một cái. Giang Khuynh Nguyệt thì là khiếp sợ vô cùng mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, loại chuyện như này, làm sao mà hắn biết được, mà lại làm như thế nào mà nhìn ra. Trước khi lo lắng cho vấn đề sức khỏe của người khác, sao trước tiên mày không quan tâm xem hôm nay mình có thể sống sót mà rời khỏi nơi này hay không đi? Lâm Tòng Long lúc này lại bất thình lình mà nói ra một câu. Mẹ nó, ai cho mày dám ngắt lời của ông hả? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, xông tới tát cho một cái. Bép một cái, đánh cho Lâm Tòng Long mặt chảy đầy máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. Giang Sơn Hải đứng ở một bên nhìn, khóe miệng không khỏi co giật, không khỏi nhớ tới khung cảnh ngày hôm đó bị Tề Đẳng Nhàn túm lấy cổ áo mà vả miệng chào hỏi. Gã này có bị điên không thế? Hậu trường của Lâm Tùng Long chính là Tạ Cuồng Long đó, hơn nữa đã gọi điện thoại gọi Tạ Cuồng Long tới đây rồi mà hắn còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Giang Sơn Hải chỉ cảm thấy đầu óc đang ong ong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Tiên Dao, chỉ thấy nữ nhân này uể oải ngồi trên ghế sofa, cả người giống như bị mất hồn, tựa hồ như bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn dọa cho choáng váng. Càng tham quyền lực, càng có dã tâm, vậy thì càng sợ chết. Đúng vào lúc này, từ cửa truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ. Tạ Cuồng Long. Giang Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng vĩ đại kia, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Lâm Tùng Long ngã trên mặt đất, cũng nhìn thấy Tạ Cuồng Long, đã kêu rên lên nói, Tạ chiến tướng, tên điên này tự ý xông vào nhà dân, cưỡng đoạt dân nữ, còn ra tay đánh tôi, ngài nhất định phải trừng trị hắn. Giang Sơn Hải mang vẻ mặt kích động mà xông lên, nhìn về phía Tạ Cuồng Long nói, ngóng sao ngóng trăng mà ngóng trông ngài tới. Tạ chiến tướng à, ngài nhất định phải vì chúng ta mà diệt ác. Tên điên này đột nhập vào nhà của tôi, ỷ vào việc hắn đã bắt cóc được vợ cũ của ta, mà không ngừng uy hiếp tôi và con gái của tôi. Thậm chí, còn ép buộc con gái của tôi phải gả cho hắn. Thời buổi này, làm sao có thể có loại người này? Ngài phải quản lý hắn đi. Sau khi Giang Khuynh Nguyệt nghe Giang Sơn Hải nói, tức giận đến nỗi như muốn ngất xỉu, loại xúc sinh như vậy, mà cũng xứng làm người sao? Phản ứng đầu tiên của Giang Sơn Hải và Lâm Từ Long sau khi bọn họ trông thấy Tạ Cuồng Long xuất hiện chính là, lần này Tề Đẳng Nhàn chắc chắn phải chết rồi. Vậy nhưng ngay khi Tạ Cuồng Long nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt của hắn ta lại cứng đờ ra như gỗ. Sau khi bò dậy từ dưới đất, Lâm Từ Long vẫn cứ thế tiếp tục lải nhải, anh ta không ngừng hắt nước bẩn lên trên đầu Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Giang Khuynh Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhất thời không nói được bất cứ câu nào, ê này, đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn cười được hay sao? Thế nào, có phải cậu đã quên mất rằng có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua rồi đúng không? Tại sao cậu nhìn thấy tôi mà lại không nói với tôi câu nào thế? Tề Đẳng Nhàn vừa cười tủm tỉm vừa bước tới rồi cất tiếng hỏi Tạ Cuồng Long. Lâm Từ Long đứng ở một bên giận dữ nói, tại sao cậu lại dám ăn nói như thế với Tạ chiến tướng? Một chuẩn tướng như cậu trông thấy thượng cấp của mình mà lại không biết cúi chào à? Khóe miệng của Tạ Cuồng Long cũng giật giật vài cái, hắn ta quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn, nghiến răng nghiến lợi nói, chào đại ca ạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba chữ kia chẳng khác gì một viên đạn pháo hạng nặng vừa mới trực tiếp nổ tung trong đầu tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Giang Sơn Hải đứng sững cả người tại chỗ, bờ môi của ông ta run rẩy. Đến cả một câu nói cũng không thể thốt ra được. Đôi mắt đẹp đẽ của Giang Khuynh Nguyệt thì trợn tròn lên, biểu cảm ở trên mặt cô ta là ngạc nhiên đến mức không thể nào tin tưởng được, cái miệng nhỏ nhắn thì há to ra đến mức có thể nhét vừa được cả một quả trứng gà. Những câu nói còn lại của Lâm Từ Long dường như đã nghẹn lại bên trong cổ họng, phối hợp với nét mặt của anh ta lúc này, quả thực là giống hệt với một con gà trống bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ lại, ngay cả thanh âm cũng không thể nào phát ra được.
Tề Đẳng Nhàn vừa nghe được câu nói ấy thì lập tức hài lòng vỗ vỗ vào vai của Tạ Cuồng Long rồi nói, không tệ không tệ, không hổ là tiểu đệ của tôi, nó nhìn thấy đại ca của nó là biết lễ phép như thế này đấy. Tạ Cuồng Long thì tức giận muốn chết, hắn ta chỉ dùng một cước mà đã ngay lập tức đá Lâm Tử Long đang đứng bên cạnh mình ra ngoài. Lâm Tử Long ôm một bụng đầy ấm ức tủi thân, anh ta đã bị Tề Đẳng Nhàn tát cho hai cái rồi thì thôi đi. Đằng này anh ta đợi Tạ Cuồng Long tới đây báo thù cho mình, kết quả là vẫn chỉ có mỗi anh ta phải chịu đòn. Sắc mặt của Tạ Cuồng Long đen như đít nồi, hắn ta hỏi, tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Hửm, tôi là ai ấy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày rồi hỏi lại, có vẻ không được vui cho lắm. Đại ca à, tại sao anh lại ở chỗ này vậy? Tạ Cuồng Long hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại bằng nét mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn ta chỉ hận không thể đấm cho Tề Đẳng Nhàn một cái, nhưng mà hắn ta cũng biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ liếc mắt nhìn Lâm Tử Long một cái rồi trả lời, tay sai của cậu đang muốn cướp bạn gái của tôi kia kìa, cậu thử nói xem tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này nhỉ? Cậu dạy dỗ tiểu đệ của cậu thế nào mà lại để anh ta đến đây tranh giành bạn gái với đại ca của cậu vậy? Tạ Cuồng Long đứng nghe những gì mà Tề Đẳng Nhàn vừa nói thì tức đến nỗi cả người run rẩy, nhưng con mẹ nó, tài nghệ không bằng người ta thì nghĩa là tài nghệ không bằng người ta, chính bản thân hắn ta ngày hôm qua đã thất bại thảm hại, còn có cái gì để mà biện hộ nữa cơ chứ? Xin lỗi đại ca, tất cả đều là do tiểu đệ quản giáo cấp dưới không nghiêm. Tạ Cuồng Long thực sự không thể nào ngờ được rằng Tề Đẳng Nhàn đã có mặt ở chỗ này, hắn ta chỉ có thể kiên trì nhận phần sai về phía mình mà thôi. Không sao không sao, dù sao cậu cũng đã gọi tôi một tiếng đại ca rồi cơ mà, làm sao mà tôi có thể tính toán thiệt hơn, so đo với cậu từng ly từng tí một được cơ chứ. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt rồi nói. Khóe miệng của Tạ Cuồng Long lại một lần nữa run run, hắn ta không nói gì tiếp nữa. Tề Đẳng Nhàn lại nói thêm, tôi đây là đại nhân thì sẽ không chấp bậc tiểu nhân. Lâm Tử Long không nhịn được mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, từ bao giờ mà cái tên Tề Đẳng Nhàn này lại có thể trở thành đại ca của Tạ Cuồng Long được thế? Chẳng phải là Tạ Cuồng Long đặc biệt tìm tới tận Ma Đô này với mục đích là để chèn ép danh tiếng của Tề Đẳng Nhàn hay sao? Lâm Tử Long vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Tề Đẳng Nhàn nói tiếp, cậu chặt đứt hai cái chân chó của anh ta đi, vậy thì tôi sẽ không so đo gì nữa. Sắc mặt của Tạ Cuồng Long gần như biến thành màu đen. Hắn ta hỏi, đại ca à, anh có thể đổi lại thành một yêu cầu khác được không? Yêu cầu này hình như có hơi hà khắc quá. Cũng không phải là không được, cậu hãy cầm 100 triệu ra đây coi như tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho đại tẩu của cậu đi. Hôm nay đại tẩu của cậu suýt thì bị trận chiến do cấp dưới của cậu gây ra dọa sợ đấy. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Tạ Cuồng Long gật đầu rồi trả lời, được thôi. Vừa mới dứt lời. Hắn ta đã quay đầu nhìn về phía Giang Sơn Hải, sau đó lạnh lùng nói, số tiền kia sẽ là do ông chi trả. Giang Sơn Hải vẫn còn đang đứng đó hóng hớt chuyện náo nhiệt, vừa mới nghe được câu này đã ngay lập tức cảm thấy cõi lòng mình rụng rời. Đây chính là chuyện mà ông gây ra, nói cách khác, nếu ông không nhất quyết muốn chuyện này xảy ra thì chuyện này sẽ không xảy ra. 100 triệu này sẽ do ông chi trả, ông có đồng ý với những gì tôi vừa nói hay không? Tạ Cuồng Long nhìn thẳng vào trong mắt của Giang Sơn Hải và hỏi bằng giọng vô cùng uy nghiêm. Không có, tôi không có bất kỳ ý kiến nào khác, cuối cùng thì Giang Sơn Hải vẫn không dám làm trái lời của Tạ Cuồng Long, ông ta chỉ có thể cắn răng đồng ý với hắn ta. Ông ta không những không thể gả đứa con gái này ra ngoài vì đã triệt để trở mặt với nó, mà thậm chí còn phải bỏ ra 100 triệu để bồi thường ư. Đây là đạo lý gì cơ chứ? Ông ta đã mất con gái mà lại còn phải bỏ tiền ra nữa à? Con mẹ nó quả thực là còn uất ức hơn Chu Du thời xưa. Chuyển khoản, Tạ Cuồng Long lạnh lùng nói. Giang Sơn Hải sụ mặt chuyển 100 triệu vào trong tài khoản ngân hàng của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn mừng như phát điên, vùng đất Ma Đô này quả thực là một địa phương rất tốt, không hổ là đô thị tài chính lớn bậc nhất trên khắp đất nước mà, quả là không ngoa, Tốc độ kiếm tiền ban đầu quả thực không nên quá khoa trương, nếu cứ động một chút là lại có doanh thu cả 100 triệu rồi lại tiếp 100 triệu thì cũng đâu có cần thiết lập mục tiêu nhỏ làm gì nữa.
chứng kiến cảnh tượng Giang Sơn Hải vốn là người vắt cổ chảy ra nước mà nay lại bị Tạ Cuồng Long ép phải chuyển 100 triệu cho Tề Đẳng Nhàn, Giang Khuynh Nguyệt không thể không cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng. Được rồi, chuyện này có thể kết thúc được rồi phải không nào? Cuồng Long tiểu lão đệ à, cậu nhớ phải quản giáo cấp dưới của bản thân cho tốt đất, đừng có để cho anh ta tiếp tục đi gây chuyện khắp nơi nữa đấy. Nếu mà cậu gặp phải một người đại ca dễ nói chuyện như tôi đây thì coi như cũng được thôi, nhưng nếu mà cậu gặp phải một người khác thì chỉ sợ là trong vòng nửa phút cậu đã mất mạng rồi. Nhớ đấy, làm người sống ở trên đời thì phải khiêm tốn một chút. Tề Đẳng Nhàn nghiêm trang mở lời răn dạy Tạ Cuồng Long, khiến cho nội tâm của Tạ Cuồng Long gần như sắp sửa phát điên ngay lập tức. Vậy nhưng Tạ Cuồng Long vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà trả lời, những gì mà đại ca dạy dỗ là rất đúng, tôi xin được ghi tạc trong lòng mình. Lâm Tử Long cứ vậy mà ngu cả người. Tạ Cuồng Long lúc nào cũng là một con người vô cùng kiêu ngạo và ngang ngược, thế mà tại sao hắn ta lại biến thành bộ dáng này khi đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn? Đến cả anh ta cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Tề Đẳng Nhàn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó vẫy tay ý bảo cho phép Tạ Cuồng Long rời đi. Tạ Cuồng Long không nói thêm một lời nào nữa, chỉ xách Lâm Tử Long lên khỏi mặt đất như đang xách một con gà nhãi nhép rồi mang theo anh ta đi ra ngoài. Cao muội này, chúng ta cũng nên đi thôi. Tề Đẳng Nhàn quay mặt sang nói với Giang Khuynh Nguyệt. Cao muội, nhưng mà tôi có phải họ Cao đâu. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt rồi trả lời lại trong vô thức. Một lúc sau cô ta mới tỉnh ngộ lại, lập tức cảm thấy có chút tức giận, chắc hẳn là cái tên này lại bắt đầu đặt biệt danh linh tinh cho mình rồi. Có sao thì nói vậy, có phải biệt danh cao muội này thực sự có chút khó nghe hay không? Giang Khuynh Nguyệt có chiều cao rơi vào khoảng 1m75, hơn nữa cô ta còn là một người mẫu nên sở hữu thân hình rất mảnh mai gầy gò, trông qua còn có vẻ cao hơn chiều cao thật. Giang Khuynh Nguyệt quay đầu về phía Giang Sơn Hải, sau đó nói, từ nay về sau hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi đã không còn một người cha như ông nữa, ông cũng sẽ không còn một đứa con gái như tôi nữa. Giang Sơn Hải chỉ nghiêm mặt và không nói bất cứ điều gì. Nhất định phải làm đến mức này sao, Tề Đẳng Nhàn thở dài rồi dẫn theo Giang Khuynh Nguyệt rời khỏi nhà họ Giang ngay sau đó. Giang Sơn Hải không nhịn được mà siết hai tay lại thành nắm đấm. Đợi đến khi hai người kia đã rời đi rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng điệu hết sức tàn độc, Tề Đẳng Nhàn, mày đã khiến cho tao mất hết mặt mũi và khiến cho tao rơi vào tình cảnh khó xử chật vật như vậy. Cứ đợi đến khi tao có thể trở thành đà chủ của Long Môn Phân Đà Ma Đô đi, tao sẽ cho mình nếm mùi hình phạt thiên đao vạn quả. Đến tận giờ phút này, Sở Tiên Giao đang ngồi uể oải trên sofa mới lấy lại được thần trí. Bọn họ đâu rồi? Đi cả rồi. Cậu ta không thể đi được, nếu như cậu ta đã có thể nhận ra rằng em đang mắc bệnh thì nhất định cậu ta cũng có thể cứu được em. Sở Tiên Giao vô cùng hoảng hốt, bà ta vội vàng đứng dậy. Giang Sơn Hải ngăn bà ta lại rồi cau mày hỏi, phu nhân, em muốn đi đâu nữa? Sở Tiên Giao nói bằng giọng run run, em không thể chết được, em vẫn còn rất nhiều tiền chưa thể tiêu hết, em vẫn còn rất nhiều món nợ chưa thể đòi lại được, em phải sống. Nếu như em tìm tới cầu xin cậu ta thì nhất định cậu ta có thể cứu được em. Sắc mặt của Giang Sơn Hải cũng trở nên vô cùng dữ tợn, chẳng lẽ em muốn tìm tới cầu xin kẻ thù của chúng ta sao? Việc Giang Sơn Hải đột ngột biến thành bộ dạng dữ tợn và đáng sợ như thế kia khiến cho Sở Tiên Giao sợ hết cả hồn. Sau đó bà ta giận tái mặt rồi nói, Giang Sơn Hải, đừng có quên đấy, rốt cuộc là ai đã cung cấp cho ông mạng lưới nhân lực? Rốt cuộc là ai vẫn luôn bày mưu tính kế cho ông trong suốt mấy năm gần đây, rốt cuộc là ai đã giúp ông trèo lên được đến vị trí cao như thế này. Có vấn đề xuất hiện trên cơ thể tôi, nếu cái cậu họ Tề đó đã có thể nhận ra điều này thì chắc chắn là cậu ta cũng có thể cứu được tôi. Ông ngăn cản tôi nghĩa là ông muốn giết chết tôi phải không? Giang Sơn Hải bỗng nhiên bình tĩnh lại rồi nói, Giao Giao à, cơ thể của em không có bất cứ vấn đề gì đâu. Em không cần đi tìm nó làm gì cả, chỉ vài ngày nữa thôi là em sẽ có thể khỏe lại, em hãy tin anh đi. Sở Tiên Giao cũng cười lạnh một tiếng rồi đáp lại, ông lấy cái gì ra để bảo đảm những điều ông vừa mới nói chứ, và bằng cách nào mà tôi có thể tin tưởng ông được cơ chứ? Tôi phải tới tìm cậu ta để hỏi cho rõ ràng. Sau khi nói xong những lời này,
Sở Thiên Dao gạt tay của Giang Sơn Hải ra rồi chuẩn bị lên đường đi tìm Tề Đẳng Nhàn. Thậm chí bà ta còn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để cầu xin Tề Đẳng Nhàn cứu lấy cái mạng nhỏ bé của bản thân. Sắc mặt của Giang Sơn Hải đột ngột trở nên vô cùng dữ tợn, bỗng nhiên ông ta bước tới rồi dùng cánh tay kẹp chặt lấy cổ của Sở Thiên Dao từ phía sau, khoa cứng bà ta lại, tiếp đó cười gằn một tiếng, mày muốn phản bội tao hay sao? Mày đã biết được quá nhiều bí mật của tao rồi. Nếu như mày đi tìm nó rồi nó ra lệnh cho mày bán đứng tao thì tao phải làm thế nào đây? Còn nữa đấy, ban nãy mày nói chuyện với tao bằng thái độ gì thế hả? Bây giờ thì ông đây đã trở thành đà chủ của Long Môn Phân Đà ở Ma Đô. Là người nắm giữ miếng ngọc mã não tượng trưng cho thân phận của đà chủ. Sở Thiên Dao bị cánh tay của ông ta siết cổ đến nỗi không thể hít thở được như bình thường, sắc mặt bà ta đỏ bừng lên như một quả cà chua. Bà ta khó nhọc nói, buông tay ra, Giang Sơn Hải, ông muốn chết phải không? Mày còn dám uy hiếp tao nữa à? Mày nghĩ mày là cái thá gì cơ chứ? Những năm gần đây tao luôn kìm nén cơn giận để tỏ ra thấp kém trước mặt mày, chẳng phải cũng chỉ vì những mạng lưới nhân lực mà mày đem lại thôi sao? Hiện tại thì chính bản thân tao cũng đã tạo ra được mối liên kết với những mạng lưới nhân lực đó rồi. Làm gì mà đến lượt một con gái giả đĩ điếm như mày diễu võ dương oai trước mặt tao nữa chứ? Khuôn mặt của Giang Sơn Hải đằng đằng sát khí, cánh tay của ông ta càng lúc càng siết lại thật chặt như một cọng dây bằng thép, khiến cho đầu lưỡi của Sở Tiên Dao thè ra ngoài, hai mắt của bà ta cũng trợn trắng, không thể hít vào được dù chỉ là một hơi. Sau đó Giang Sơn Hải bỗng nhiên quăng Sở Tiên Dao xuống dưới đất thật mạnh rồi xoay người ngồi đè lên bụng của bà ta. Hai bàn tay to bóp chặt lấy cổ bà ta hệt như một gọng kìm bằng sắt. Sở Thiên Dao nhìn Giang Sơn Hải với vẻ mặt không thể nào tin được. Sau đó, bà ta hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hẳn là Giang Sơn Hải chính là người đứng sau việc cơ thể của bà ta xảy ra vấn đề trong những ngày gần đây. Nếu không thì tại sao trên cơ thể của bà ta lại đột nhiên xuất hiện nhiều vấn đề bất thường như vậy cơ chứ? Bà ta vẫn luôn là một người khỏe mạnh cơ mà. Bà ta muốn tới tìm Tề Đẳng Nhàn để cầu xin hắn cứu mạng mình, nhưng còn Giang Sơn Hải thì ông ta muốn giết chết bà ta ngay lập tức. Vốn dĩ tao muốn cho mày chết thật từ từ và chậm rãi, nhưng một khi mày đã muốn đi gặp cái thằng họ Tề kia thì tao cũng chỉ đành cho mày đi chầu Diêm Vương sớm hơn dự định thôi. 10 ngón tay của Giang Sơn Hải không ngừng dùng sức, ông ta gần như đã vặn gãy cổ của Sở Tiên Dao. Hai chân của Sở Tiên Dao liên tục giãy giụa không ngừng. Nhưng chỉ nửa phút sau là động tác của bà ta bắt đầu trở nên chậm chạp, lại thêm mười mấy giây đồng hồ nữa, chúng triệt để dừng lại. Giang Sơn Hải hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, cười lạnh nói, bây giờ tao đã là đà chủ của Long Môn Phân Đà Ma Đô, không một ai có thể lên giọng với tao đâu. Sở Thiên Dao, mày nghĩ đẹp quá nhỉ? Vậy nhưng Sở Thiên Dao đang nằm trên mặt đất đã không còn có thể trả lời ông ta một câu một chữ nào được nữa. Giang Sơn Hải vừa thở hồng hộc vừa ngồi xuống rồi xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó quay mặt về phía quản gia đang đứng ở một góc thật xa, lạnh lùng nói ông còn núp ở đó làm gì nữa đấy. Mau lại đây rồi dọn dẹp thi thể của con mụ này, quăng thi thể xuống biển cho cá ăn đi. Quản gia nơm nớp lo sợ mà đi tới, vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ lập tức xử lý ngay đây. Quản gia chỉ thấy Giang Sơn Hải của hiện tại là một con người vô cùng xa lạ. Vô cùng đáng sợ, thậm chí ông ta còn có suy nghĩ muốn thoát khỏi cái nhà này ngay lập tức. Cũng không biết từ lúc nào mà Giang tiên sinh ôn hòa lịch thiệp của ngày xưa đã biến thành Giang phó đà chủ mà ai gặp cũng phải sợ hãi. Lại càng không biết từ lúc nào mà Giang Sơn Hải có thể hạ quyết tâm vứt bỏ người vợ chung chăn chung gối với mình, coi con gái của mình như một công cụ hình người để lôi kéo quyền lực. Quản gia biết rằng đã đến lúc mình phải rời khỏi cái nhà này rồi. Một con người như Giang Sơn Hải của hiện tại là quá mức đáng sợ, người này đã hoàn toàn để bản thân đắm chìm bên trong vực sâu của dục vọng ham muốn quyền lực. Về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi cảm ơn anh. Giang Khuynh Nguyệt vừa đi bên cạnh Tề Đẳng Nhàn vừa bày tỏ lòng cảm kích từ tận đáy lòng đối với hắn. Nếu như anh không ra mặt thì tôi thực sự không biết tình huống sẽ phát triển như thế nào nữa. Cô khách sáo quá. Giữa bạn bè nam nữ với nhau mà còn cần phải nói những thứ này nữa à? Tề Đẳng Nhàn vừa cười ha ha vừa nói. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà hỏi, tôi cũng có chút hiếu kỳ, tại sao anh lại biết được rằng Sở Thiên Dao không còn sống được bao lâu nữa?
tôi thấy trông bà ta không khác gì so với một con người bình thường cả. Tề Đẳng Nhàn trả lời, bên dưới tròng mắt của bà ta có một vệt đen thẳng đứng kéo dài lên đến tận nhãn cầu. Đó là vu cổ, bà ta đã trúng phải loại tà thuật này thì đương nhiên là sẽ không còn sống được bao lâu nữa rồi. Giang Khuynh Nguyệt lại nói, bà ta là một con người rất sợ chết, chắc chắn bà ta sẽ cầu xin anh cứu lấy cái mạng của bà ta. Tề Đẳng Nhàn chỉ lắc đầu rồi đáp lời cô ta, chỉ sợ là bà ta không có cách nào để rời khỏi biệt thự của nhà họ Giang các cô trong tình trạng còn sống được. Giang Khuynh Nguyệt ngẩn người, sau đó hỏi, bệnh của bà ta nghiêm trọng như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn trả lời, không phải, mà là Giang Sơn Hải sẽ không cho phép bà ta rời đi. Bà ta đã được biết quá nhiều bí mật của Giang Sơn Hải, làm sao mà Giang Sơn Hải có thể để yên cho bà ta đi cầu xin tôi cứu lấy bà ta được. Sau khi nghe những lời ấy của Tề Đẳng Nhàn, Giang Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, đến cả da gà trên người cô ta cũng nổi lên từng đợt. Đây thực sự là loại chuyện mà ông ta có thể làm ra, ông ta không còn là người cha mà tôi từng biết đến ngày xưa nữa rồi, Giang Khuynh Nguyệt chậm rãi nói. Chính cô ta cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng bản thân ngay lúc này là như thế nào, dù sao cô ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Quyền lực ơi là quyền lực, đó thực sự là một con quái thú vô cùng đáng sợ, trong nhà đế vương ở thời cổ đại thì huynh đệ chém giết lẫn nhau, không còn biết tình cảm là gì, vậy mà không ngờ ở thời nay vẫn còn có những sự việc như vậy xảy ra trước mắt. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Giang Khuynh Nguyệt không thể không nở một nụ cười khổ, sau đó nói. Phiền anh hộ tống tôi quay về phòng làm việc đi nhé, tôi vẫn còn có một số công việc chưa xử lý xong, sau khi xử lý xong rồi thì tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô tự đón xe mà đi không được à? Cần gì tôi phải lái xe hộ tống nữa? Chấm chấm chấm. Giang Khuynh Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt không còn gì để nói, xem đi, cái tên Tề Đẳng Nhàn này vẫn còn có mặt mũi mà ba hoa khoác lác với người ngoài rằng hắn là bạn trai của cô ta cơ đấy. Thôi quên đi, để tôi tự bắt xe đi tới đó. Nếu như không phải có mấy bộ trang phục của hãng thời trang lớn cần tôi tự mình ra trận trình diễn thì tôi cũng chẳng cần phải nhờ đến anh đâu. Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói. Cô nói cái gì vậy, bạn trai đưa bạn gái đi làm chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Lên xe đi, để tôi đưa cô đi nào. Không rõ vì sao mà bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn lại đột ngột thay đổi quyết định. Giang Khuynh Nguyệt ngẩn người. Cuối cùng cô ta vẫn để cho hắn đưa mình đến phòng làm việc. Mãi tới khi về đến phòng làm việc rồi, lại nhìn thấy bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn xuất hiện trong quá trình chụp ảnh tại studio, Giang Khuynh Nguyệt mới hiểu được vì sao mà bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn lại đột ngột thay đổi quyết định. Cái đầu dâm dê biến thái, Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà thầm chửi mấy chữ trong lòng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Sau khi chụp xong một bộ ảnh với trang phục công sở mang nét khiêu gợi, Giang Khuynh Nguyệt vừa bước tới lấy nước để uống vừa cười lạnh nói, tôi còn đang thắc mắc là sao mà bỗng nhiên anh lại đột ngột thay đổi quyết định đây, hóa ra anh muốn xem mấy cái này à? Tề Đẳng Nhàn trả lời lại cô ta, cô đang nói cái gì vậy không biết, tôi chỉ đến đây để bày tỏ lòng quan tâm đối với công việc của bạn gái thôi mà, tôi sống trên đời này thực sự không phải là loại người thích ngắm tất chân đen đâu. Giang Khuynh Nguyệt chỉ muốn lấy ngón tay giữa của mình nhét vào trong lỗ mũi của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ ngắm thêm một lúc nữa rồi lại đi ra ngoài, bởi vì lần này Giang Khuynh Nguyệt mặc tây trang dành cho phái nữ chứ không mặc váy nữa. Đến khi Giang Khuynh Nguyệt bước ra khỏi phòng chụp ảnh của studio, chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô ta suýt chút nữa thì tức chết. Chỉ thấy Tề Đại Gia ngồi trên ghế sofa, bên cạnh hắn là một người mẫu khác, hai người đang trò chuyện rất ăn ý, thậm chí còn có vẻ hơi hơi mờ ám nữa. Hơn nữa còn có một người mẫu đang đứng ở phía sau để xoa bóp vai cho hắn, thậm chí cô gái kia còn đang ân cần thăm hỏi hắn xem hắn có thoải mái hay không, cô ta xoa bóp với lực độ như thế này thì có quá mạnh hay quá yếu không? Con mẹ nó đây là phòng làm việc chứ không phải là quán karaoke. Lửa giận của Giang Khuynh Nguyệt bốc lên cao chỉ trong nháy mắt. Đi mau đi mau đi mau, các cô tự nhìn lại bản thân xem các cô giống loại người gì. Các cô là người mẫu có nghề nghiệp đàng hoàng hẳn hoi chứ không phải là mấy cô gái tiếp rượu trong quán karaoke đâu đấy. Nhanh lên, đi ra ngoài hết cho tôi. Giang Khuynh Nguyệt vừa mới xuất hiện đã nổi trận lôi đình,
Cô ta xua tất cả những người mẫu đang vây xung quanh Tề Đẳng Nhàn ra khỏi phòng. Trước khi đi, những người mẫu đó vẫn còn không quên liếc mắt đưa tình với Tề Đẳng Nhàn, sau đó làm động tác nghe điện thoại ý bảo hắn hãy liên lạc lại với mình sau, khiến cho Tề Đẳng Nhàn bật cười thích thú. Cô thấy tôi có mị lực lớn như vậy thì ghen tị phải không nào? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà hỏi Giang Khuynh Nguyệt với vẻ mặt dương dương đắc ý. Giang Khuynh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên này có lẽ thuộc vào kiểu được cho một chút ánh sáng là đã nghĩ bản thân rực rỡ hơn cả mặt trời rồi, đúng là loại tự kỷ hạng nặng. Giang Khuynh Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó nói, nếu không phải tôi nể mặt anh vì đã cứu mẹ tôi một lần thì ngay bây giờ tôi đã đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nơi này rồi. Từ nay về sau anh cũng đừng đến phòng làm việc của tôi làm gì nữa, miễn cho nó chướng khí mù mịt. Tề Đẳng Nhàn nói, mấy cô gái đó chỉ lại đây ngồi tâm sự bình thường cùng tôi thôi mà, đâu ra chướng khí mù mịt cơ chứ. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà lườm Tề Đẳng Nhàn một cái bằng ánh mắt hung hăng, hắn còn dám nói đó là ngồi tâm sự bình thường cùng nhau cơ à, vậy thì tựa đầu vào trong lòng người ta rồi hưởng thụ mát xa này kia cũng thoải mái lắm nhỉ. Đi thôi nào, chúng ta đi ăn cơm. Giang Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng đá cho Tề Đẳng Nhàn một cước. Chợt, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khó chịu trong lòng, trả lại cho cô ta bằng một cước y hệt. Giang Khuynh Nguyệt bèn ngẩn cả người ra, ngay sau đó cô ta lại đạp hắn thêm một cước nữa, lần này mạnh hơn nhiều so với lần trước. Tề Đẳng Nhàn lập tức né sang bên cạnh, một cước của Giang Khuynh Nguyệt đạp trúng vào trên ghế sofa, làm cho lòng bàn chân của cô ta tê dại như bị điện giật. Giang Khuynh Nguyệt nhìn Tề Đẳng Nhàn, ngoài cười nhưng trong không cười. Cô ta nói, cái loại người như anh thực sự là không thích hợp ở chung một chỗ với phụ nữ mà. Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, cô đang nói cái gì thế hả? Chẳng lẽ cô không thấy những người mẫu ban nãy ở chỗ cô đều ở chung với tôi rất hòa thuận hay sao? Gương mặt của Giang Khuynh Nguyệt tối sầm lại, cô ta nói, anh cứ đứng đợi ở đấy. Sau khi nói xong những lời này, Giang Khuynh Nguyệt nổi giận đùng đùng, cô ta quay trở về phòng thay quần áo. Một lúc sau Giang Khuynh Nguyệt mới đi ra, cô ta đã đổi từ đôi giày đế bằng thanh lịch thành một đôi giày cao gót cao 7 phân. Với chiều cao này thì Giang Khuynh Nguyệt hoàn toàn có thể áp đảo Tề Đẳng Nhàn được rồi. Tề Đẳng Nhàn thấy vậy thì tỏ ra vô cùng sửng sốt, hắn nói với cô ta, ê này, cô đi đôi giày cao gót cao như thế kia thì lúc cùng cô đi ra ngoài, đứng bên cạnh cô, tôi chẳng khác gì một chú lùn cả, có gì hay ho cơ chứ. Giang Khuynh Nguyệt cười cười. Tỏ ra không hề quan tâm đến khả năng đó. Ban nãy Giang Khuynh Nguyệt vốn đã muốn đi một đôi giày đế bằng để cùng đi ăn cơm với Tề Đẳng Nhàn, nhưng mà cái tên này lại khiến cho cô ta tức giận, vậy thì đơn giản thôi, cô ta chỉ cần đổi sang đi giày cao gót là được rồi. Cô ta sẽ dùng chiều cao vượt trội của mình để chèn ép hắn. Thực ra thì Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là quá thấp, nhưng mà sau khi đi đôi giày cao gót cao 7 phân kia thì Giang Khuynh Nguyệt lại cao tận 1m83. Tóm lại là đã cao hơn hắn khá nhiều rồi. Hai người đi chung với nhau, so ra chỉ cần vừa nhìn đã thấy người đàn ông thấp hơn người phụ nữ, có nghĩ thế nào cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Giang Khuynh Nguyệt không cho Tề Đẳng Nhàn có cơ hội nói những lời vô ích thêm nữa, cô ta bước thẳng ra ngoài cửa. Tề Đẳng Nhàn đang định mở cửa xe ô tô thì Giang Khuynh Nguyệt bỗng nói, có cách đây bao xa đâu, chúng ta đi bộ đi. Cô ta thế này là thuần túy đang muốn trả thù riêng chứ còn gì nữa. Tề Đẳng Nhàn đi ngang hàng bên cạnh một Giang Khuynh Nguyệt đang đi giày cao gót, việc này khiến cho hắn có cảm giác như thể mình đang bị lột sạch quần áo rồi xử phạt giữa chốn đông người vậy. Tất cả những người xa lạ đi qua bọn họ trên đường khi thấy bọn họ cũng không thể không chỉ trỏ một phen. Vốn dĩ Tề Đẳng Nhàn cũng có thể coi là miễn cưỡng hài lòng với chiều cao của mình hiện tại. Thế nhưng vào giờ phút này thì hắn lại có cảm giác như thể mình đã biến thành một người lùn. Chậc, cô làm như thế này thì tôi cũng thấy có chút khó chịu đấy, nhưng mà cô có còn muốn nhận 100 triệu mà tôi đã lừa được của cha cô ngày hôm nay không vậy? Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng có chút bất mãn, khuôn mặt của hắn đen xì xì như đít nồi. Tôi với ông ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, tôi sẽ không chạm vào của cải của ông ta dù chỉ là một đồng một cắc. Anh chính là người đã giải quyết sự việc hôm nay, vậy thì toàn bộ số tiền đó sẽ thuộc về anh. Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu rồi nói. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng quả thực Giang Khuynh Nguyệt cũng là một người phụ nữ rất có cá tính, rõ ràng là cô ta cũng đang sống một cuộc sống tương đối thiếu thốn,
vậy mà cô ta lại từ chối một số tiền lớn như vậy, thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Giang Khuynh Nguyệt đã nói là quán ăn không cách phòng làm việc của cô ta bao xa, nhưng kết quả là bọn họ đi được một lúc rồi vẫn phải gọi xe chở đến đó. Tề Đẳng Nhàn xuống xe rồi nhìn xung quanh, chẳng phải nơi này ở rất gần võ quán thiên đạo hay sao, cô ta còn nói là không xa nữa à? Không phải là cô ta đang cố ý muốn thu hút sự chú ý của mọi người đấy chứ? Không phải là cô nói chỗ này không cách xa phòng làm việc của cô là bao sao? Khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn đen xì, hắn hỏi. Thì cũng đâu được tính là xa cho lắm, chẳng phải chỉ là 20 km thôi sao? Giang Khuynh Nguyệt bèn cười tủm tỉm rồi nói, sau đó cô ta giơ tay khoác lên vai hắn. Hành động khoác vai Tề Đẳng Nhàn của Giang Khuynh Nguyệt khiến cho hắn có cảm giác như cô ta đang nhìn xuống hắn từ trên cao vậy, ngay cả nhị đương gia cũng muốn chửi một tiếng con mẹ nó. Sau khi vào bên trong quán ăn, có vẻ như Giang Khuynh Nguyệt đã là khách quen của nơi này nên cô ta chỉ cần nói với ông chủ rằng mình muốn đặt một gian phòng riêng nhỏ là được sắp xếp ngay lập tức, sau đó cô ta gọi một bàn đầy thức ăn, nỗ lực bày tỏ thành ý sâu sắc của bản thân mình. Đến khi số thức ăn mà gọi đã được bưng tới bàn thì Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức há miệng thật to và ăn từng đĩa một, sức ăn của hắn vốn đã dồi dào, vậy nên hắn sẽ không khách sáo với Giang Khuynh Nguyệt làm gì. Giang Khuynh Nguyệt chỉ ăn có một chút rồi dừng lại không ăn thêm nữa, cô ta chống hai tay vào má nhìn Tề Đẳng Nhàn ăn, sau đó rơi vào một khoảng trầm tư ngắn ngủi. Nếu là về chuyện của mẹ cô thì cô không cần lo lắng nữa đâu, thậm chí đến cả tiền thuốc men cô cũng không cần chi trả một chút nào, chính phủ nước Đức sẽ toàn quyền phụ trách việc đó. Đợi đến khi bà ấy khỏe rồi thì cô hãy ngay lập tức bay sang Đức rồi đón bà ấy về đây mà chăm sóc. Tề Đẳng Nhàn bèn đặt đũa xuống rồi nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt mà nói. Ai, Giang Khuynh Nguyệt yếu ớt thở dài một tiếng, cô ta có cảm giác vừa buồn rầu lại vừa lo sợ. Giang Sơn Hải không phải là một con người sẽ dễ dàng từ bỏ ý định của bản thân đâu, tôi đang rất lo lắng rằng ông ta sẽ tìm đến trả thù bọn tôi. Giang Khuynh Nguyệt lại nói. Cái này thì không có vấn đề gì đâu, nếu có chuyện gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Để tôi trừng phạt ông ta giúp cô. Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt cười rồi nói với Giang Khuynh Nguyệt. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng con người như Giang Sơn Hải đúng là cái loại vô tình vô nghĩa, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút chán ghét ông ta. Giang Khuynh Nguyệt quay mặt về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nhoẻn miệng cười với hắn, có những lời mà hắn vừa mới nói, cô ta cảm thấy trong lòng mình yên tâm hơn khá nhiều. Ê này, anh nói cho tôi biết đi. Tại sao Tạ Cuồng Long lại gọi anh là đại ca vậy? Cuối cùng Giang Khuynh Nguyệt vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi về vấn đề này. Dù sao một nhân vật lớn như Tạ Cuồng Long vẫn vô cùng nổi tiếng đối với người ngoài, vậy mà hắn ta lại gọi Tề Đẳng Nhàn là đại ca, chỉ thế thôi cũng đủ để khiến những người khác vô cùng kinh ngạc. Anh ta đã đánh với tôi một trận, sau đó anh ta thua. Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta bằng giọng hờ hững. Cô cũng không cần lo lắng về việc bản thân sẽ không còn chỗ nương thân ở Ma Đô sau khi đã hoàn toàn trở mặt với cái lão già kia đâu. Sau này tôi sẽ giới thiệu cho cô một chút tài nguyên và mạng lưới nhân lực, tôi đảm bảo những kẻ ác độc và tàn nhẫn kia sẽ không dám chạm vào cô dù chỉ là một ngón tay. Tề Đẳng Nhàn biết rằng Giang Khuynh Nguyệt đang lo lắng về vấn đề gì. Giang Khuynh Nguyệt là một người phụ nữ, lại còn mang trên mình danh hiệu người phụ nữ xinh đẹp số một tại Ma Đô. Sau khi cắt đứt mối quan hệ giữa cha và con gái cùng với Giang Sơn Hải thì cô ta sẽ khó mà không bị một vài người nhắm đến với ý định không tốt lành gì. Giang Khuynh Nguyệt nhất thời bật cười một tiếng, nếu mà được như thế thật thì anh thực sự có một chút dáng vẻ của bạn trai tôi rồi đấy. Tôi sẽ khen thưởng cho anh bằng cách cho phép anh mới tôi đi xem phim ngày hôm nay. Cô đang đùa cái gì vậy không biết, cô nói là cô khen thưởng cho tôi mà cô còn bắt tôi phải chi tiền à. Nhất thời Tề Đẳng Nhàn cũng tỏ ra không vui vẻ gì. Hơn nữa, đi dạo trên phố với cô thì tôi rất là mất mặt có biết không hả? Giang Khuynh Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói với hắn, con mẹ nó chứ, tôi chúc anh độc thân vui vẻ cả đời này luôn, cái tên đàn ông cặn bã khốn kiếp. Tề Đẳng Nhàn đắc ý trả lời cô ta, thật là ngại quá đi mất. Nếu như không tính cả cô vào thì bây giờ tôi cũng đã có 3 cô người yêu và 1 cô người yêu cũ rồi đấy. Lý Vân Uyển, Eva, Dương Quan Quan, lại còn thêm một người là Từ Ngạo Tuyết nữa chứ.
Đúng vào khoảnh khắc mà Giang Khuynh Nguyệt chuẩn bị biến thành bộ dạng thẹn quá hóa giận thì bỗng nhiên cửa lớn của quán ăn bị một người nào đó đạp văng ra. Một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt âm trầm xuất hiện ở trước cửa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, hình như hắn cũng từng dạy dỗ cái tên này một lần rồi, có đúng không nhỉ? Hắn ta tên là cái gì đó, Tiết Quý phải không? Này Giang tiểu thư à, chẳng phải cô đã nói với tôi rằng ngày hôm nay cô không rảnh rồi sao? Tại sao cô lại đang ngồi dùng bữa cùng với một người khác thế? Tiết Quý vừa mới xuất hiện đã lên tiếng hỏi Giang Khuynh Nguyệt bằng giọng điệu lạnh như băng. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, hắn ta không nhịn được mà tỏ ra sửng sốt, hai mắt lập tức đỏ lên như một con bò mộng, thật không ngờ lại có thể gặp được kẻ thù của mình ở đây. Sau khi nhận ra rằng người vừa xông vào nơi này chính là Tiết Quý, khuôn mặt của Giang Khuynh Nguyệt không thể không biến sắc. Hiển nhiên là Giang Khuynh Nguyệt cũng không ngờ rằng bản thân sẽ gặp phải cái tên con ông cháu cha Tiết Quý ở một nơi như thế này. Từ trước kia Tiết Quý vẫn luôn theo đuổi Giang Khuynh Nguyệt, thậm chí hắn ta còn giới thiệu rất nhiều tài nguyên có lợi cho công việc của cô ta nữa. Có điều Giang Khuynh Nguyệt vẫn không hề có lấy nửa phần hảo cảm đối với Tiết Quý, tất cả là bởi vì con người này quá mức ngang ngược và chuyên quyền, cô ta không hề thích tính cách đó của hắn ta một chút nào cả. Gương mặt của Giang Khuynh Nguyệt chuyển thành màu đen xì xì, cô ta nói, Tiết thiếu gia à, hình như tôi có ngồi dùng bữa cùng với ai thì cũng không liên quan đến anh một chút nào đâu chứ nhỉ. Tiết Quý cười gằn rồi đáp lại, nếu như cô đang dùng bữa cùng với những người khác thì thật ra tôi cũng sẽ không có ý kiến gì đâu, nhưng mà cô lại đang dùng bữa cùng với cái thằng con hoang này, vậy thì xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được. Hắn ta giơ tay lên rồi chỉ thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Lần trước hắn ta bị đánh cho một trận bầm dập cả mặt mũi mà vẫn chưa thể trả lại món nợ này cho Tề Đẳng Nhàn. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau đó hỏi, hai người các anh quen biết gì nhau sao? Bảo là quen biết thì cũng không phải là quen biết gì đâu, chỉ là đã từng va chạm một chút mà thôi, anh ta bị đồ đệ của tôi đánh cho một trận ấy mà. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi trả lời cô ta. Người ra tay với Tiết Quý lần trước là Dương Quan Quan. Có điều Tiết Quý hiểu rất rõ một chuyện rằng người đứng ở phía sau chống lưng cho Dương Quan Quan lại chính là Tề Đẳng Nhàn. Tiết Quý lạnh lùng nói ra một câu, không biết lý do là vì sao mà lần trước bác của tao lại không cho phép tao động tay vào mày, nhưng lần này, chắc chắn dù ông trời có tới tận đây thì ông ta cũng không thể nào cứu mày được đâu. Ở phía sau lưng hắn ta là một đám thuộc hạ tay chân, mà rõ ràng tất cả bọn chúng đều thuộc loại đánh đấm khá là giỏi. Trong số đó còn có một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng hung ác và biểu cảm rất thâm trầm, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Tiết Cương, người từng nhận nhiệm vụ ám sát Từ Ngạo Tuyết. Không phải lần đó là chính anh tự đi tìm đường chết hay sao? Anh có bị người ta đánh cũng là đáng đời anh thôi, đâu có gì liên quan đến tôi cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Giang Khuynh Nguyệt nói bằng giọng thật trầm. Mong là Tiết thiếu gia đừng dở trò sằng bậy ở đây, Tề tiên sinh là một người bạn rất tốt của tôi. Tiết Quý nở một nụ cười lạnh lẽo, ồ, tôi không ngờ là cô lại có thể che chở cho hắn ta như thế đấy. Con mẹ nó chứ, tôi đã cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên, tôi cung phụng cô như nữ hoàng, như công chúa, tôi giúp cô kiếm bao nhiêu là tiền của, cô không thèm theo tôi thì thôi đi, vậy mà trái lại cô còn cho một thằng danh con ngoại lai rác rưởi như thế này hưởng lợi à. Nếu như ngay bây giờ cô đi tới trước mặt tôi rồi quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó lại ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi, thì tôi có thể cân nhắc bỏ qua chuyện cũ với hắn ta. Còn nếu cô không chịu, thì cô nên tự mình cân nhắc hậu quả cho thật kỹ đi. Giang Khuynh Nguyệt không ngờ rằng vào lúc này mà Tiết Quý lại có thể nói ra những lời ngang ngược như vậy, cũng không ngờ rằng thái độ của hắn ta lại kiên quyết như vậy. Tề Đẳng Nhàn ngồi ở phía sau lưng Giang Khuynh Nguyệt bèn giơ tay lên quàng qua vai của cô ta, sau đó hắn mỉm cười và nói, cô ấy đã là bạn gái của tôi rồi, anh đừng có mà mơ tưởng đến cô ấy nữa. Cảnh tượng đó khiến cho sắc mặt Tiết Quý của sầm lại, hai lá phổi của hắn ta cũng suýt thì vỡ tung ra vì tức tối. Cùng lúc đó, Giang Khuynh Nguyệt cũng nhìn thấy Tiết Cương đang đứng ở sau lưng Tiết Quý, sắc mặt của cô ta lập tức chuyển thành màu trắng bệch, cô ta thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn. Trước hết anh làm ơn đừng có mà chọc giận anh ta nữa, cái người đứng ở sau lưng anh ta có tên là Tiết Cương, hắn ta lợi hại lắm, hắn ta chuyên môn phụ trách giúp nhà họ Tiết xử lý những chuyện rác rưởi đấy.
Con người rác rưởi phụ trách xử lý những chuyện rác rưởi ấy à, chẳng có gì là ghê gớm hết. Tề Đẳng Nhàn chỉ lơ đễnh đáp lại bằng một câu như vậy. Tiết Quý gào lên một tiếng thật to, bỏ cái bàn tay chó má thối tha của mày ra khỏi người bạn gái của tao. Tề Đẳng Nhàn bèn dùng sức ôm cả thân trên của Giang Khuynh Nguyệt vào trong lòng mình, sau đó mỉm cười rồi nói, Khuynh Nguyệt à, em không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Ma Đô nhỉ, ngay cả đại thiếu gia của nhà họ Tiết cũng phải biến thành một con chó si mê nhan sắc của em. Giang Khuynh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, thậm chí sắc mặt của cô ta còn cứng cả lại. Những lời mà người này vừa mới nói ra thực sự có thể chọc cho người khác tức điên lên được. Hơn nữa, anh ta thực sự không muốn sống đấy à? Vậy nếu như Tiết Cương ra tay thì liệu anh ta có thể sống sót được không? Tề Đẳng Nhàn dùng một tay ôm người đẹp vào trong lòng, một tay còn lại thì lén lấy điện thoại ra để nhắn tin, võ quán thiên đạo ở ngay bên cạnh quán ăn này, ngày hôm nay hắn lười không muốn tự mình động thủ. Con mẹ nó! Mau giết chết cái thằng này cho tao. Tiết Quý gầm lên một tiếng để ra lệnh cho đám thủ hạ của mình bắt đầu xông vào đánh nhau với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bèn phất tay một cái rồi nói, đợi đã, anh có dám cho tôi 2 phút hay không? Tôi sẽ gọi người của tôi đến đây. Sau khi nghe xong những lời ấy, Tiết Quý nhất thời ngẩn người ra. Ngày hôm nay Tề Đẳng Nhàn cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác sung sướng khi gọi người của phe mình đến để gây sự với kẻ khác. Bình thường đều là do hắn ngông cuồng và ngang ngược nên mới khiến cho phía bên kia phải gọi người trước, sau đó cũng chính tay hắn sẽ khiến cho bọn họ phải mất mặt. Vậy nhưng vào ngày hôm nay thì Tề Đẳng Nhàn lại muốn trở thành phía gọi người trước. Tiết Cương đang đứng ở phía sau lưng Tiết Quý bèn bước lên một bước, sau đó bình tĩnh nói, ngày hôm nay cậu nhất định phải chết, cậu có gọi bất cứ ai đến thì cũng đều chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Tề Đẳng Nhàn quan sát Tiết Cương một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói một câu, tôi nhớ ra anh rồi, anh chính là người suýt chút nữa đã dùng một dao đâm chết người yêu cũ của tôi, để lát nữa tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho anh vậy. Khóe miệng của Tiết Cương cong lên, hắn ta nở một nụ cười lạnh lẽo. Giang Khuynh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bèn vội vàng nói xen vào, này Tiết Quý, nếu như anh là một người đàn ông chân chính thì hãy cho anh ấy 2 phút để chuẩn bị đi. Cho anh ấy kêu người của phe anh ấy đến để giúp đỡ. Nếu như người ở bên phe anh ấy đã đến rồi mà anh vẫn có thể đánh thắng tất cả bọn họ, sau đó lại có thể khiến cho anh ấy tự nguyện nói lời chịu thua, vậy thì tôi sẽ chia tay với anh ấy rồi trở thành bạn gái của anh. Sau khi nghe Giang Khuynh Nguyệt nói xong những lời này, Tiết Quý bèn lập tức khoát tay với mục đích bảo đám đàn em của mình đứng lùi lại rồi nói bằng giọng cực kỳ lạnh lẽo. Được thôi, tôi sẽ cho hắn ta một khoảng thời gian là đúng 2 phút bắt đầu tính từ lúc này. Ngược lại tôi cũng muốn thử nhìn xem liệu hắn ta có thể gọi được những người nào đến đây. 2 phút, vậy là hoàn toàn đủ cho rất nhiều đệ tử của Long Môn ở võ quán thiên đạo nằm ở ngay cách vách chạy tới đây. 2 phút đã hết rồi đấy, người của mày đâu hết rồi. Tiết Quý cúi đầu xuống dán mắt vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay của mình. Vừa đúng lúc hết thời gian thì hắn ta đã hỏi một cách vô cùng gấp gáp, chỉ hận không thể giết chết Tề Đẳng Nhàn ngay lúc này. Chẳng phải là bọn họ đã tới rồi hay sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay chỉ ra phía ngoài cửa, ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại. Tiết Quý quay đầu nhìn lại theo hướng tay của Tề Đẳng Nhàn, nhất thời hắn ta chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Ngoài kia là một đám đông đang thi nhau ùn ùn kéo tới, không biết bao nhiêu là cái đầu người vừa mới xuất hiện. Có khi phải hơn 100 người đang bước đến đây cũng nên. Người dẫn đầu của bọn họ chính là Tần Đường Ngọc. Ngay cả Tiết Cương cũng phải biến sắc chỉ trong một thoáng chốc, dù có nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng không thể hiểu được lý do tại sao chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi mà Tề Đẳng Nhàn lại có thể gọi cả hơn 100 con người tới đây nhanh như vậy. Giang Khuynh Nguyệt cũng không nhịn được mà phải há hốc mồm đầy kinh ngạc, chỉ có 2 phút mà thôi. Tại sao Tề Đẳng Nhàn lại có thể triệu tập cả trăm con người tụ họp ở đây nhỉ? Tề tiên sinh. Vừa nhìn thấy đã lập tức vội vàng khom lưng xuống rồi ôm quyền chắp tay hành lễ. Tề tiên sinh. Hơn 100 con người đang đứng ở phía sau cô ta cũng đồng thời khom người xuống và chắp tay hành lễ, vô cùng có cảm giác kỷ luật nghiêm minh. Tề Đẳng Nhàn chỉ thản nhiên đáp lại bọn họ bằng một câu, không cần đa lễ làm gì. Tiết Quý không nhịn được mà hung hăng nước xuống một ngụm nước bọt, hắn ta nhìn về phía Tần Đường Ngọc rồi nói, tôi biết cô chính là đồ đệ của Văn Dũng Phu, cô tên là Tần Đường Ngọc.
Tại sao các cô lại đến đây để ra mặt thay cho cái tên ngoại lai rác rưởi này cơ chứ? Tần Đường Ngọc trả lời câu hỏi của hắn ta, Tề tiên sinh chính là ân nhân của chúng tôi, dĩ nhiên là chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh ấy rồi. Tiết Quý bèn nghiến răng kèn kẹt rồi hỏi lại, cô có biết tôi là ai hay không hả? Tôi chính là Tiết Quý của nhà họ Tiết. Tần Đường Ngọc gật đầu, vậy nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn không hề biến sắc, thậm chí cô ta còn không thèm trả lời hắn ta thêm một câu nào nữa. Tiết Quý lại nói tiếp, nếu như cô chịu dẫn đám người của cô cút ra khỏi nơi này ngay bây giờ, vậy thì tôi có thể coi như là các cô chưa từng đặt chân tới đây một giây một phút nào cả. Nếu không, lỡ như nhà họ Tiết nổi giận thì cái lũ dư thừa mà Văn Dũng Phu để lại như các cô có lẽ sẽ rơi vào cảnh tượng máu chảy thành sông đấy nhỉ. Nếu như không có Văn Dũng Phu che chở thì việc nhà họ Tiết muốn tiêu diệt các cô cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nằm trong một câu mệnh lệnh đơn giản mà thôi. Tần Đường Ngọc vẫn cứ tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh lùng, cô ta im lặng không nói thêm một câu nào nữa, còn hơn 100 con người đứng ở phía sau lưng cô ta thì đều nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tiết Quý cũng trở nên có chút khó chịu. Lần trước tới người của Nham Toái Lưu đã tới võ quán Thiên Đạo để đập phá, vậy mà tất cả bọn họ cũng phải thất bại nhục nhã mà quay trở về, nhà họ Tiết thì lợi hại đến đâu được cơ chứ, liệu bọn họ có lợi hại hơn một đại tông sư như Liễu Tông Nham Toái hay không? Nếu như không có một Triệu Hồng Nê xuất hiện vào đúng thời điểm mấu chốt nhất thì có lẽ Liễu Tông Nham Toái đã phải chôn vùi xương thịt ở mảnh đất mang tên Ma Đô này rồi. Cái tên nhãi con vô lễ này dám quấy rầy bữa ăn ngon lành của tôi, lại còn đe dọa tôi, anh ta bảo là tôi sẽ phải chết ở chỗ này đấy. Tề Đằng Nhàn cười cười rồi nói với Tần Đường Ngọc. Mồ hôi lạnh trên trán của Tiết Quý đã bắt đầu nhỏ từng giọt xuống sàn. Hắn ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã cho Tề Đằng Nhàn 2 phút để chuẩn bị, nếu như sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra thì hắn ta nên giết chết hắn ngay vào lúc vừa mới xuất hiện mới phải. Tiết Quý cứ nghĩ là chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi thì cùng lắm Tề Đằng Nhàn cũng chỉ có thể gọi đến đây vài người được thôi, nhưng hắn ta đâu thể nào ngờ được một điều rằng số người xuất hiện lại là hơn 100 người, hơn nữa tất cả bọn họ đều là đệ tử của Long Môn. Đồng nghĩa với việc bất cứ người nào trong số đó cũng có năng lực đánh đấm cực kỳ tốt. Tiết Cương cũng hiểu được rằng nếu như hắn ta không ra tay ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ muộn mất, vậy nên hắn ta quyết định rằng muốn đánh giặc thì trước hết phải bắt giam được nhà vua của quân giặc đã. Hắn ta bỗng nhiên rời khỏi vị trí ban đầu, hai chân bước một bước thật dài để chạy về phía Tề Đằng Nhàn, rõ ràng là đang muốn bắt lấy hắn để uy hiếp những người còn lại. Bốp! Tề Đằng Nhàn giơ tay lên cao rồi đấm một cú thật mạnh, thậm chí tất cả mọi người xung quanh đều không kịp nhìn rõ động tác vừa rồi của hắn. Nắm đấm mạnh mẽ ấy giáng thẳng vào mặt của Tiết Cương, khiến cho cả người hắn ta văng ra ngoài, khuôn mặt đầm đìa máu me trông vô cùng đáng sợ. Tề Đằng Nhàn híp mắt lại, cười cười rồi đứng dậy, sau đó nói, này cái tên nhãi con kia, anh đúng là không có đạo đức của một võ sư chân chính, đã lừa gạt lại còn đánh lén người khác. Vậy mà đối tượng còn là một người đẹp trai lai láng mới có 20 mấy tuổi đầu như tôi. Tiết Cương nhìn Tề Đằng Nhàn với vẻ mặt có chút không dám tin tưởng vào những chuyện vừa mới xảy ra, hắn ta thực sự không hiểu tại sao mà bản thân lại bị nắm đấm kia đánh trúng. Động tác của Tề Đằng Nhàn nhanh cứ như điện giật vậy, khiến cho dây thần kinh vận động của hắn ta không thể phản ứng kịp thời trước đòn tấn công đang đến. Sau khi nghe được những lời mà Tề Đằng Nhàn vừa mới nói, tất cả mọi người đều cảm thấy bó tay. Làm gì có con người nào tự tâm bốc bản thân như thế chứ? Ê cái tên họ Tề kia, làm người thì phải có lòng khoan dung độ lượng chứ, chuyện của ngày hôm nay cứ quyết định như vậy đi. Tiết Quý vừa nghiến răng thật chặt vừa cố ưỡn ngực lên rồi nói. Anh tưởng anh nói là cứ quyết định như vậy thì mọi chuyện sẽ phải được quyết định như vậy thật sao? Tề Đằng Nhàn đáp trả bằng giọng hết sức lạnh lùng. Giang Khuynh Nguyệt ở bên cạnh cũng thấp giọng nói, dù sao thì anh ta cũng là người của nhà họ Tiết đấy, nếu như anh làm cho anh ta quá bẽ mặt thì nhà họ Tiết sẽ đến tìm anh và gây ra phiền phức mất, chuyện đó sẽ không dễ xử lý một chút nào đâu. Tề Đằng Nhàn lại chỉ mỉm cười và nói với cô ta, tôi đây còn không sợ thì cô có cái gì mà phải sợ cơ chứ? Có tôi bảo kê cô rồi, cho dù cô có tung hoành khắp cái đất Ma Đô này thì cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đằng Nhàn lại vung tay lên rồi chỉ vào Tiết Quý cùng bè lũ tay chân của hắn ta. Đánh cho tôi. Chỉ cần Tề Đằng Nhàn ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn vị tướng sĩ, không phải,
hàng trăm các đệ tử của Long Môn đồng loạt chen nhau mà xông lên, thi triển quyền cước với phe đối địch. Tiết Cương còn chưa kịp bò dậy thì đã có một người nào đó giẫm thẳng lên ót hắn ta, khiến cho hắn ta phải nằm ngửa người ra trên mặt đất, sau đó lại đến vô số những bàn chân to khác lần lượt giẫm vào khuôn mặt của hắn ta. Sau đó Tiết Quý và những tên tay chân mà hắn ta mang theo đều phải trải qua một cuộc giẫm đạp tập thể cực kỳ tàn ác. Đối với những đệ tử Long Môn đang có mặt tại đây thì Tề Đẳng Nhàn có uy vọng vô cùng cao, dù sao hắn cũng chính là vị võ sư mạnh mẽ đã đánh bại các đại tông sư của Liễu Tông Nham Toái, cũng vì thế nên tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sức lực mà bọn họ dồn xuống dưới chân không hề nhẹ một chút nào. Thậm chí bọn họ còn suýt chút nữa giẫm nát cả nội tạng của đám người kia. Được rồi, dừng lại đi. Tề Đẳng Nhàn vung tay lên rồi nở một nụ cười lạnh nhạt. Đến lúc này thì tất cả mọi người mới dừng lại, sau đó bọn họ đứng tách ra hai bên. Khi tập trung nhìn vào những người đang nằm ở dưới đất thì sao? Bọn họ nằm co cụm lại với nhau, trên mặt toàn là những vết máu be bét, trên cơ thể toàn là những vết chân dày đặc xếp chồng lên nhau. Chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ để biết rằng bọn họ đang chật vật đến cực điểm như thế nào. Ban nãy Tiết Cương vừa mới ra tay với Tề Đẳng Nhàn, cũng vì thế nên hắn ta trở thành đối tượng được chăm sóc hết sức đặc biệt. Hắn ta bị giẫm đạp đến mức cả tay lẫn chân đều gãy nát, hoàn toàn không còn tỉnh táo được nữa, thậm chí còn không cử động lấy một lần. Hắn ta cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng. Nếu như đấu một versus một thì không có bất kỳ người nào trong số đó có thể làm đối thủ của hắn ta. Nhưng nếu như bọn họ chen chúc với nhau và xông lên cùng một lúc như vậy thì bản thân sẽ không còn một chút cơ hội nào để phản kháng cả. Tiết Quý đau đớn đến nỗi rên rỉ không ngừng. Hắn ta liên tục co quắp trên mặt đất. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Giang Khuynh Nguyệt cảm thấy đầu lưỡi của bản thân tê dại. Đường đường là thiếu gia của nhà họ Tiết mà lại bị đánh cho một trận đến nỗi trở nên thê thảm như thế này. Nơi này liệu có còn là Ma Đô nữa không vậy? Nhà họ Tiết chính là một trong ba gia tộc lớn nhất của Ma Đô đấy, bọn họ chính là rắn bản địa hàng thật giá thật ở thành phố này, vậy mà một người đến từ bên ngoài như Tề Đẳng Nhàn lại có thể chèn ép con rắn bản địa kia đến mức hắn ta không thể ngẩng đầu lên được. Anh có còn muốn khoe mẽ trước mặt tôi nữa hay không đây? Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười cười, sau đó hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiết Quý và nhẹ giọng hỏi hắn ta. Cái thằng họ Tề kia, nếu mà mày dám động đến tao thêm một lần nữa thì, nhà họ Tiết bọn tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tiết Quý giận dữ giống lên thật to. Tề Đẳng Nhàn bèn lập tức lấy điện thoại ra rồi bấm số điện thoại của Tiết Chân ngay trước mặt hắn ta, sau đó hắn cười tủm tỉm, Tiết tiên sinh à, cháu trai của ông là Tiết Quý có một chút xích mích với tôi. Vậy nên tôi lỡ tay đánh cho anh ta tàn phế mất rồi. Chuyện này không sao chứ? Tiết Quý không nhịn được mà tỏ ra sửng sốt, không phải hắn ta mới là người nên bắt đầu cuộc điện thoại này hay sao? Tại sao cái con người này lại không đi theo con đường bình thường cơ chứ? Lẽ ra con đường bình thường phải là hắn ta kéo một đám người đến chỗ này, sau đó bị Tề Đẳng Nhàn làm cho bẽ mặt. Cuối cùng hắn ta mới là người sẽ gọi điện thoại cho bác cả để xin ông ta đến đây xử lý Tề Đẳng Nhàn, vậy mới đúng chứ? Tề tiên sinh à, xin hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tiết Chân thấp giọng hỏi hắn ở đầu bên kia của điện thoại. Tôi và bạn gái của tôi đang cùng nhau dùng bữa thì anh ta tìm đến gây sự với tôi, anh ta nói là anh ta muốn cướp bạn gái của tôi, sau đó tôi gọi người đến đánh cho anh ta một trận. Nếu như nhà họ Tiết có lời nào muốn nói với tôi thì cứ nói thẳng ra từ bây giờ đi nhé, chúng ta nên tranh thủ thời gian để giải quyết mâu thuẫn càng sớm càng tốt. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng hết sức lạnh nhạt. Từ trước đến nay thái độ của Tiết Chân đối với Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn là vô cùng khép nép khiêm tốn, thậm chí ông ta còn chủ động tới thăm và mang theo quà cáp ngay cả khi Dương Quan Quan đang phải nằm viện. Chính bản thân Tề Đẳng Nhàn cũng không hiểu nổi lý do tại sao mà nhà họ Tiết lại thể hiện thái độ như thế này với mình, vì vậy nên lần này hắn mới đánh cho Tiết Quý một trận thê thảm như vậy, hắn cũng muốn nhân cơ hội này để thử thăm dò mục đích thực sự của nhà họ Tiết xem sao. Tiết Chân cười lạnh rồi nói, nếu như thằng danh con đó thực sự không hiểu chuyện đến mức ấy thì Tề tiên sinh cứ đánh nó thoải mái đi. Thằng danh con đó suốt ngày gây chuyện khắp nơi, tôi còn đang muốn nhờ Tề tiên sinh giúp tôi dạy dỗ lại nó ấy chứ. Tề Đẳng Nhàn đang mở loa ngoài, vì thế nên Tiết Quý cũng nghe được toàn bộ những câu đối thoại vừa rồi giữa hắn và Tiết Chân.
Sau khi nghe được những lời mà Tiết Chân vừa mới nói, Tiết Quý không nhìn được mà trợn to hai mắt, giật mình nói, bác cả ơi, bác không thể làm như vậy được, từ khi nào mà nhà họ Tiết chúng ta lại có thể để cho một người ngoài tùy ý trèo lên đầu chúng ta ngồi đáy hỉa như vậy chứ? Tiết Chân đáp lại bằng giọng lạnh lùng, thì ra từ nãy đến giờ mày đã nghe hết rồi đấy à? Cũng đúng lúc lắm, mày nghe rõ đây, mau chân thành xin lỗi Tề tiên sinh đi, mày cứ liệu làm gì thì làm để mà nhận được sự tha thứ của cậu ấy, nếu không thì tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Tề ngay bây giờ đấy. Tiết Quý tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì hộc máu ra ngoài, người bị đánh cho một trận là hắn ta, người đang phải chịu thua thiệt cũng chính là hắn ta, vậy mà cuối cùng hắn ta lại còn phải nói lời xin lỗi với Tề Đẳng Nhàn sao? Tề tiên sinh à, tôi xin phép cúp máy trước đây. Nếu như thằng danh con đó vẫn còn không chịu nghe lời thì cậu cứ tùy ý xử lý nó như thế nào cũng được. Tiết Chân lại đổi sang nói bằng giọng cung kính và khách sáo. Các đệ tử Long Môn đứng ở một bên cũng đã nghe được cuộc đối thoại này, bọn họ thấy ngay cả người đứng đầu nhà họ Tiết mà cũng phải tỏ ra khiêm tốn và khách sáo với Tề Đẳng Nhàn như vậy thì ai ai cũng đều ngẩng cao đầu và ưỡn ngực ra, có cảm giác như bản thân đã quyết định đi theo một vị đại ca vô cùng tài giỏi. Sau này bọn họ không cần lo lắng về chuyện bị người khác bắt nạt nữa. Giang Khuynh Nguyệt cũng cảm thấy chấn động cực kỳ, có thể đánh cho người đến từ nhà họ Tiết một trận thê thảm như vậy ở trên mảnh đất Ma Đô này, lại có thể khiến cho Tiết Chân phải hạ giọng nói chuyện bằng giọng điệu khép nép như thế kia, những gì mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới làm ra quả thực là điều mà người khác không thể nào tưởng tượng được. Thời thế bây giờ thay đổi rồi sao? Nhà họ Tiết, một trong ba gia tộc lớn nhất ở Ma Đô, bây giờ đã biến thành gà đất chó sành rồi à? Một suy nghĩ vô cùng hoang đường thoáng lướt qua trong lòng Giang Khuynh Nguyệt. Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại rồi cúi xuống nhìn Tiết Quý và nói, anh đã nghe rõ những gì mà bác cả của anh vừa mới nói chưa? Anh thử nói xem tôi nên làm thịt anh hay là nên xử lý anh theo cách thức nào đây nhỉ? Cả người Tiết Quý run lên như cầy sấy. Nếu như Tiết Chân thực sự muốn mặc kệ hắn ta thì hắn ta cũng chẳng còn vốn liếng đâu để mà kiêu ngạo nữa. Hắn ta bèn nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, sau đó quỳ bộp một tiếng xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn mà nói, tôi không còn gì để nói nữa rồi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi xin lỗi, tôi là một thằng ngu si rốt nát đần độn, từ nay về sau tôi không dám làm thế nữa. Giang Khuynh Nguyệt trợn to cả hai mắt lên, Tiết Quý vốn là loại người kiêu ngạo không ai bằng, vậy mà hắn ta cũng phải quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn để dập đầu xin lỗi. Đúng là lợi hại thật đấy. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà thầm cảm thán một câu như vậy trong lòng. Tiết Quý cúi gằm mặt xuống, khắp người lạnh lẽo tới mức run rẩy. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ vào đầu hắn ta rồi nói, sau này đừng có mà thò mặt ra trêu vào tôi nữa đấy nhé, nghe rõ chưa hả? Ngày hôm nay tôi sẽ cho phép anh giữ lại một cái mạng. Nếu không phải tôi vẫn còn nể mặt bác cả của anh thì giờ này tôi đã ném anh xuống biển để làm mồi cho cá mập rồi. Nghe rõ rồi à, Tiết Quý gật đầu lia lịa, có vẻ vô cùng sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn không còn hứng thú đâu mà giày vò Tiết Quý thêm nữa, hắn vung tay lên rồi nói, cút đi. Tiết Quý lập tức nhảy dựng lên, sau đó kéo theo Tiết Cương giờ đã trở thành một tên tàn phế mà xoay người chạy thẳng. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Tần Đường Ngọc, sau đó nói, mời các anh em cùng nhau ăn một bữa nhé, mọi người hãy ngồi lại quán này luôn đi, tôi sẽ trả tiền cho. Bảo ông chủ dọn những loại thuốc thơm nhất, những chai rượu ngon nhất và những món ăn đắt tiền nhất lên đây. Tề Đẳng Nhàn có thái độ làm người vô cùng hào phóng, ra tay lại thoải mái như vậy, dĩ nhiên là tất cả mọi người đều vui mừng không kể xiết. Bọn họ có đến hơn 100 người, đã vậy Tề Đẳng Nhàn còn đòi bữa ăn phải có những chai rượu ngon nhất và những món ăn đắt tiền nhất, vậy thì chỉ sợ giá trị của hóa đơn sẽ lên tới hơn vạn tệ. Ngay cả Giang Khuynh Nguyệt cũng không nhịn được mà tỏ ra keo kiệt một chút, anh giả vờ làm nhà giàu mới nổi làm cái gì đấy, lãng phí quá đi mất. Nghe những lời mà cô ta vừa mới nói, Tề Đẳng Nhàn không thể không cảm thấy buồn cười, bèn hỏi lại, Giang Khuynh Nguyệt này, tốt xấu gì thì cô cũng là tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có, vậy mà tại sao cô lại nhỏ mọn và keo kiệt quá vậy? Không phải lần đó cô đã tiêu tận vài triệu để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho bản thân sao? Giang Khuynh Nguyệt đáp lời hắn, lần đó chẳng qua là do Giang Sơn Hải muốn có mặt mũi nên mới nguyện ý lấy tiền của ông ta ra mà thôi, bản thân tôi đâu có phải chi một đồng nào. Hơn nữa, tôi thì được tính là tiểu thư cái gì cơ chứ,
tôi nghèo muốn chết. Giang Khuynh Nguyệt thực sự rất thiếu tiền, dù sao bên phía mẹ cô ta mỗi tháng ít nhất cũng phải cần mấy trăm nghìn. Nhưng cho dù là như vậy thì Giang Khuynh Nguyệt vẫn luôn kiên trì với nguyên tắc của bản thân, cô ta chưa bao giờ đòi Tề Đẳng Nhàn chia cho mình số tiền mà hắn đòi được từ chỗ Giang Sơn Hải. Hay là để tôi bao nuôi cô cho khỏe nhé, tôi thì lại không thiếu tiền một chút nào. Tề Đẳng Nhàn nói với cô ta. Anh cút đi, Giang Khuynh Nguyệt bèn lườm cho hắn một cái sắc như dao. Tề Đẳng Nhàn gọi Tần Đường Ngọc tới đây rồi bảo cô ta trao đổi số điện thoại với Giang Khuynh Nguyệt, sau đó nói, sau này có chuyện gì mà không có biện pháp giải quyết thì cô cứ gọi điện tìm Tần Tiểu Thư, cô ấy sẽ giúp đỡ cô. Giang Khuynh Nguyệt liên tục nói lời cảm ơn. Chính bản thân Giang Khuynh Nguyệt cũng hiểu rõ, một khi cô ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Tề Đẳng Nhàn thì chắc chắn cô ta sẽ phải dựa vào sự che chở đến từ thế lực của Tề Đẳng Nhàn nếu muốn sống tốt ở Ma Đô. Dĩ nhiên xã hội ngoài kia cũng không đến nỗi hiểm ác và đáng sợ như những gì mà mọi người thường hay tưởng tượng, vậy nhưng dù sao cô ta cũng còn một danh hiệu nghe rất khoa trương, chưa chắc những công tử thiếu gia nhà giàu có quyền có thế sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt lấy danh hiệu đó vào vòng tay. Tự dưng Tề Đẳng Nhàn lại nhớ ra một chuyện, hắn còn chưa gọi điện cho Irena Zinva nữa, bèn tranh thủ bớt một chút thời gian quý báu để bước ra ngoài rồi cầm điện thoại lên gọi cho cô. Tề Đẳng Nhàn bảo Irena Zinva thu xếp một chút sau đó bay đến Ma Đô càng nhanh càng tốt. Triệu Hồng Nê muốn đánh cờ với cô ta một lần thử xem, chuyện này không thể để chậm trễ được. Oa, tốt quá, tôi đã muốn gặp mặt tiên sinh từ lâu lắm rồi. Nghe thấy Tề Đẳng Nhàn triệu hồi mình đến Ma Đô, Irena Zinva phấn chấn bừng bừng đến mức nhảy lên, cô ta nhanh chóng đồng ý. Còn Tề Đẳng Nhàn thì nghe giọng nói quyến rũ gợi cảm của cô ta mà có cảm giác như vùng hông của hắn cũng chuyển thành tê dại. Người phụ nữ đó là ai vậy? Giang Khuynh Nguyệt hỏi hắn, sắc mặt của cô ta hình như có hơi khó chịu. Tôi đã nói với cô rồi, đó là một trong những bạn gái hiện tại của tôi đấy còn gì? Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta. Anh, vậy thì ban nãy anh nói với tôi là Tiết Cương đã đâm người yêu cũ của anh làm cô ấy bị thương, đó cũng là sự thật à? Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mà hỏi. Chứ còn sao nữa, cô tưởng là tôi đang đùa với cô chứ gì? Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn cô ta, đáp lại bằng giọng hết sức lạnh nhạt. Giang Khuynh Nguyệt bèn nổi trận lôi đình, cô ta nói, vậy mà anh vẫn còn bảo tôi làm bạn gái của anh hả? Anh kể chuyện cười gì vậy không biết. Tề Đẳng Nhàn lại nói, bạn gái thì riêng tôi chưa bao giờ chê là nhiều, hơn nữa hai chúng ta cũng chỉ có danh nghĩa thôi mà, làm gì có tình cảm thật sự đâu. Giang Khuynh Nguyệt cười gần một tiếng, hay lắm, một tên cặn bã khốn kiếp như anh mà cũng đòi tiến đến tình cảm thật sự à. Tề Đẳng Nhàn giang rộng hai tay ra rồi cười nói, Cao muội à, tôi chưa từng đối xử với cô như một tên cặn bã khốn kiếp còn gì. Danh nghĩa bạn trai bạn gái của chúng ta vốn dĩ chính là không trâu bắt chó đi cày đấy. Giang Khuynh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng rằng những điều hắn nói cũng chính là sự thật, có điều cô ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu một chút. Cô ta có cảm giác rằng Tề Đẳng Nhàn căn bản sẽ không nảy sinh ý đồ với cô ta theo hướng tình cảm nam nữ. Việc này khiến cho Giang Khuynh Nguyệt cảm thấy như thể niềm tin của bản thân cô ta đã bị phản bội, khiến cho cô ta rất muốn cốc vào đầu Tề Đẳng Nhàn hai cái thật đau. Dù đi đến nơi nào thì Giang Khuynh Nguyệt vẫn là một người phụ nữ rất được chào đón, cứ như mặt trăng được những vì sao vây quanh vậy. Trước đây Giang Khuynh Nguyệt còn tưởng là Tề Đẳng Nhàn cố ý thể hiện sự độc lập mạnh mẽ đi kèm với thiết lập IQ thấp trước mặt cô ta là để lôi kéo hảo cảm từ phía cô ta bằng một phương thức mà cô ta chưa từng gặp lần nào, nhưng bây giờ xem ra cái tên này thực sự căn bản không có ý đồ đó. Chắc không phải là cô. Thực sự, cho rằng. Tôi muốn trở thành một kẻ quỳ gối dưới chân cô đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt, hỏi với giọng điệu có chút ngạc nhiên. Khóe miệng của Giang Khuynh Nguyệt giật giật vài cái, cô ta nở nụ cười lạnh như băng, tốt nhất là anh đừng nên có bất cứ suy nghĩ gì với tôi thì hơn, bởi vì tôi cũng không thích cái loại đàn ông khốn kiếp cặn bã IQ thấp tẹt như anh đâu. Tề Đẳng Nhàn bèn nói, cô mà còn bảo tôi là IQ thấp tẹt thêm một lần nữa thì tôi sẽ giận đấy. Đó là hồi trước thôi, còn bây giờ thì IQ của tôi đã cao chót vót rồi. Giang Khuynh Nguyệt chỉ có thể đưa ra hai phản ứng để đáp trả lại Tề Đẳng Nhàn là khinh bỉ và không tin. Vậy thì chúng ta chia tay ngay bây giờ đi. Giang Khuynh Nguyệt bĩu môi rồi nói.
ngay cả làm bạn bè nam nữ trên danh nghĩa cũng không cần làm nữa. Tùy cô thôi, chỉ cần cô thích là được, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đồng ý. Giang Khuynh Nguyệt nhìn dáng vẻ hình như thực sự không quan tâm của Tề Đẳng Nhàn, không nhịn được mà hung ác trợn cả hai mắt lên với hắn, càng lúc cô ta càng thấy khó chịu. Nhưng đúng lúc Giang Khuynh Nguyệt đang muốn tìm một vài từ ngữ nào đó thật đặc biệt để trả lời lại hắn một cách mỉa mai thì chuông điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn lại reo lên, cô ta cũng chỉ đành ngậm miệng lại trước đã. Alo, Lục Lão Huynh à, Tề Đẳng Nhàn thấy người gọi điện thoại tới là Lục Chiến Long thì nhanh chóng bắt máy. Tề Huynh Đệ à, để hôm nay tôi mời cậu đi ăn khuya một bữa nhé, nhân tiện thì cậu gọi thêm cả em gái quan đến đi. Địa điểm là quán đồ nướng tên Hỏa Diệm Sơn, Lục Chiến Long vừa cười vừa nói. Tề Đẳng Nhàn thì không còn gì để nói nữa, không lẽ Lục Chiến Long sống thực tế đến mức đó sao? Tại sao Lục Chiến Long bảo là mời hắn ăn cơm một bữa mà lại đổi thành mời hắn ăn khuya một bữa rồi, hơn nữa anh ta lại còn chọn một quán đồ nướng? Lục Chiến Long cũng rất hối hận vì ngày hôm đó bản thân đã uống nhiều như vậy, lại còn nói rằng nhất định phải mời Tề Đẳng Nhàn ăn cơm một bữa. Nghĩ lại thì mới thấy không phải là một bữa cơm đó sẽ tốn rất nhiều tiền hay sao, ăn khuya là tốt nhất rồi, giá thành cực kỳ rẻ, hơn nữa sau khi ăn xong cơm tối thì nhất định là Tề Đẳng Nhàn sẽ không thể ăn được quá nhiều đâu. Nếu như ăn khuya thì tất nhiên là bọn họ sẽ phải uống bia cùng nhau, uống bia thì trướng bụng biết bao nhiêu, vậy thì chắc chắn là Tề Đẳng Nhàn sẽ còn ăn ít hơn nữa so với rượu trắng thì bia cũng rẻ hơn rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, được được được. Bao giờ thì chúng ta hẹn nhau đây? Bây giờ tôi đang trên đường đến đó rồi, cậu nhanh lên đi nhé. Lục Chiến Long vừa cười vừa nói, sau đó anh ta cúp điện thoại. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn giật giật vài cái, con mẹ nó hắn vừa mới ăn no cơm tối chưa được bao lâu đã phải đi ăn khuya ngay lập tức rồi à? Chỉ sợ là Lục Chiến Long đã tính toán kỹ lưỡng từ trước rồi nhỉ, anh ta đường đường là một trong năm con rồng của nước Hoa, là một người trên vai có thêu long tinh. Vậy mà lại keo kiệt bủn xỉn đến mức đó à? Tề Đẳng Nhàn than thở trong lòng thì có than thở thật, nhưng chính hắn cũng hiểu rõ, không phải Lục Chiến Long tỏ ra keo kiệt bủn xỉn như vậy là để tiết kiệm tiền gửi trợ cấp cho những người anh em kia sao? Từ tận sâu trong đáy lòng Tề Đẳng Nhàn vẫn rất tôn kính Lục Chiến Long ở điểm đó. Sau khi cúp điện thoại, Lục Chiến Long thầm suy nghĩ trong lòng, Tề Huynh Đệ à, không phải tôi không hào phóng với cậu đâu. Chẳng qua là do một người anh em của tôi có người mẹ già còn đang đợi làm phẫu thuật, tháng này túi quần của tôi còn sạch sẽ hơn cả mặt của tôi nữa đấy. Lục Chiến Long chọn thời điểm này cũng là nhờ có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước, bởi vì Ngọc Tiểu Long sẽ không đến được. Hơn nữa, cho dù Ngọc Tiểu Long có thực sự đến thì hơn phân nửa là cô sẽ không đồng ý đi ăn nướng cùng với bọn họ đâu. Không phải là Ngọc Tiểu Long chê đồ nướng rẻ tiền mà là vì đồ nướng không tốt cho sức khỏe. Cô sống quá kỷ luật, dĩ nhiên là sẽ không chạm vào bất kỳ món đồ ăn nào có hại. Hai, Tiểu Trần à, trong túi cậu có còn đồng tiền nào hay không vậy? Lục Chiến Long quay lại hỏi sĩ quan phụ tá đang lái xe. Sếp hỏi em à, em chỉ còn thừa lại hơn 300 đồng thôi. Sĩ quan phụ tá đáp lời anh ta. Vậy thì cho tôi vay trước nhé. Lục Chiến Long tằng hắng một cái, sau đó anh ta lại nói thêm. Đợi đến khi nào tôi được phát tiền thưởng tháng này thì tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Sĩ quan phụ tá móc túi ra đưa cho Lục Chiến Long 300 đồng, cậu ta đã quá quen với tình huống tương tự như thế này rồi. Bình thường Lục Chiến Long cũng hay tìm các cấp dưới của anh ta để vay tiền, hơn nữa các cấp dưới cũng biết anh ta vay tiền với mục đích gì, vì vậy nên bọn họ đều vui vẻ cho anh ta mượn tiền, thậm chí còn có lúc bọn họ cho không anh ta nữa. Có điều Lục Chiến Long cũng là một con người rất có nguyên tắc, một khi anh ta đã mượn tiền thì nhất định anh ta sẽ trả lại trong khoảng thời gian đã hẹn trước. Sếp à, gì ấy nhỉ, ngày mai là tiền phụ cấp hỗ trợ sinh hoạt của anh sẽ được phát đấy. Lần này anh có muốn giữ lại một chút không? Con gái của Ngô lão tham mưu sắp đi lấy chồng rồi, phải tặng một chút tiền mừng cho người ta chứ, sĩ quan phụ tá nhỏ giọng nói. Thôi cứ gửi cho em trai của lão Vương trước đi. Em trai của cậu ta sức khỏe vốn dĩ đã không tốt, bây giờ thằng bé đó lại lên đại học, đang vào thời điểm cần bổ sung thêm thức ăn. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết Lục Chiến Long tôi đây nghèo kiết xác như thế nào mà. Tôi chỉ cần mặt dày đến đó góp vui là được thôi,
sẽ không một ai quan tâm xem liệu tôi có tặng tiền mừng hay không đâu. Lục Chiến Long vừa cười ha ha vừa nói, anh ta căn bản không để ý đến những chuyện lặt vặt như tiền mừng cưới thế này. Sĩ quan phụ tá cũng mỉm cười, trong lòng cậu ta âm thầm cảm thấy ấm áp, một người đàn ông như Lục Chiến Long tuyệt đối không phải hạng người keo kiệt bùn xỉn. Vậy thì sao, nếu ông chủ lớn mời tôi ăn khuya thì tôi sẽ không tiễn cô về nữa. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nói với Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt nghe xong cũng trợn trắng mắt, tỏ vẻ bất mãn, nói như không có ai mời anh thì anh sẽ nguyện ý chủ động đưa tôi trở về vậy. Hơn nữa, cái gì mà ông chủ lớn? Ông chủ lớn mời người ăn khuya khi nào? Giang Khuynh Nguyệt cuối cùng đành bực bội đã tự mình bắt taxi về. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp nhờ Dương Quan Quan đến đón mình, sau đó chào hỏi Tần Đường Ngọc, để các anh em lại chỗ này ăn ngon uống tốt. Sau khi Dương Quan Quan đón Tề Đẳng Nhàn lên xe, nghe thấy Lục Chiến Long muốn mời ăn khuya, còn là nướng BBQ thì lập tức dở khóc dở cười hỏi có cần bình dân như vậy không? Tề Đẳng Nhàn nói, Lục đại ca là người nghèo, ít tiền, ăn thịt nướng BBQ cũng không tệ. Dương Quan Quan nói, thịt nướng BBQ có chứa chất gây ung thư, còn không tốt cho sức khỏe. Tôi thực sự không muốn ăn nó. Cô bớt kén chọn đi, công phu luyện không quá cao nhưng yêu cầu còn nhiều hơn cả Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn mắng cô ấy một câu. Lục Chiến Long đã đến nơi, thịt xiên nướng đã được đặt lên hết, ông chủ mang hai thùng bia rẻ tiền đến. Khi Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan xuống xe, đồ ăn đã được bưng lên trên bàn. Lục Chiến Long cười đứng dậy nói, nào, nhanh ngồi xuống đi. Tôi bận quá nên tối nay xin nghỉ một chút, chỉ đáp ứng việc mời một bữa cơm hôm qua đã hứa, đừng giận nhé. Tề Đẳng Nhàn nói, không có gì để trách móc cả, đã lâu rồi tôi không ăn thịt nướng BBQ, hôm nay vừa lúc sẽ ăn uống thỏa thích. Lục Chiến Long vỗ vỗ ví tiền không mấy tự tin, cười to nói, yên tâm ăn, hôm nay tôi trả tiền, thịt xiên sẽ ăn đủ. Sau khi ngồi xuống, Tề Đẳng Nhàn ăn mấy xiên liền mà không nói gì, vừa ăn uống no đủ lại ghé đến quán ăn vặt đêm khuya ăn không ngừng nghỉ khiến anh cũng no căng đến không chịu nổi nữa. Dương Quan Quan cũng vừa ăn cơm không bao lâu mới tới đây. Hơn nữa cũng không thích thịt nướng lắm nhưng vẫn rất nể tình mà gặm mấy xiên sườn ngắn. Lục Chiến Long nhìn thấy hai người ăn không nhiều lắm, không khỏi bật cười, này, tiết kiệm tiền. 300 tệ mượn của Tiểu Trần có lẽ có thể tiết kiệm được. Cửa hàng này do cha của một cấp dưới của tôi mở. Cho nên chỉ cần tôi ở Ma Đô mà cần liên hoan gì đó đều sẽ thường xuyên đến đây. Lục Chiến Long cầm một ly bia lớn, cười nói. Vậy người cấp dưới của anh đâu? Dương Quan Quan lại rất thiếu EQ hỏi một câu. Lục Chiến Long lắc đầu nói, trong một lần làm nhiệm vụ, vì cứu đồng đội, cậu ấy đã dùng thân mình để đè ép lựu đạn. Dương Quan Quan lập tức biết mình đã nói sai, không khỏi hối hận. Từ khi nào mà mình cũng bị lây bệnh EQ thấp của Tề Đẳng Nhàn, nói chuyện cũng không suy nghĩ. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp cầm chiếc cốc lên mời Lục Chiến Long uống một ly. Uống liên tiếp ba cốc lớn vào bụng, no đến mức khiến anh cũng muốn phun ra. Nhưng Lục Chiến Long giống như một cái cống thoát nước, uống ba cốc lớn vào bụng cũng không có chút phản ứng nào, thậm chí còn thuận tay nhéo một xiên bánh bao nướng ăn. Người anh em à, tôi rất khâm phục cậu. Tôi đã giao thủ với tên Hồng Thiên Đô này, suýt nữa bị hắn ta đánh chết. Vẫn là anh hùng xuất thiếu niên, người này lại chết ở dòng tay của cậu. Lục Chiến Long nói, cốc này tôi phải kính cậu. Quá khen, tôi cũng bị ép phải làm điều này. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, chạm cốc với Lục Chiến Long. Người anh em à, tôi lại kính cậu một cốc. Ngày hôm qua cậu đã đánh bại Tạ Cuồng Long không ai bì nổi, khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Lục Chiến Long lại nói. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn nghĩ, anh có thể đừng kính nữa không, bụng của tôi sắp nổ tung rồi. Một lát nữa mà nôn ra thì rất khó coi. Lục Chiến Long thấy Tề Đẳng Nhàn không uống thắng mình, không khỏi vui mừng, này, tiền bia cũng có thể tiết kiệm, tốt quá. Ba người cứ vừa uống vừa trò chuyện như thế. Lục Chiến Long là người dũng cảm, sau khi uống bia vào lại càng nói nhiều, họ tán gẫu chuyện khắp trời Nam đất Bắc. Tề Đẳng Nhàn nghe được từ trong miệng anh ấy rất nhiều chuyện cũ như cứu trợ động đất, ngăn lũ quét, sửa chữa mạch điện trên cao nguyên, những sự kiện chỉ có thể nhìn thấy trong tin tức đều từ miệng anh ấy truyền ra, có nhiều chi tiết cảm động mà người ngoài không biết. Chấm.
ví dụ như con trai của chủ cửa hàng này chính là cấp dưới của Lục Chiến Long đã được nhắc đến. Khi huấn luyện tân binh, họ luôn được dạy không được dùng thân mình để trấn áp lựu đạn mà phải nhanh chóng nằm xuống để tránh, tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng nhất, cậu ấy vẫn tự mình nhảy lên. Tề Đảng Nhàn cảm thán nói, thật hiếm thấy những người toàn tâm toàn ý làm việc vì dân chúng như anh Lục. Tôi rất khâm phục, nào, kính anh. Tuy nhiên, Lục Chiến Long lại đè cốc của Tề Đảng Nhàn lại, lắc đầu nói, dân chúng, mấy chữ này tôi rất không tán thành. Tề Đảng Nhàn sửng sốt, Lục Chiến Long nói, mấy chữ này xuất phát từ thời kỳ phong kiến thời Chiến Quốc, là sự tồn tại giữa quý tộc và giai cấp nô lệ. Đó là thời đại chuyên chế, là tên gọi của thứ dân. Họ đã bị loại khỏi giai cấp thống trị. Đây là một cách gọi hèn mọn, là đối tượng cam chịu bị giai cấp thống trị kiểm soát và cai trị. Tề Đảng Nhàn nghe xong, không khỏi gật đầu. Tôi thích gọi họ là công dân hơn. Họ có quyền riêng tư và tự do cá nhân rõ ràng. Họ bình đẳng với bất kỳ ai khác. Tôi còn nhớ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, tôi đã không làm tốt, khiến người dân địa phương bị thương. Khi đó, cơ quan chính quyền đã nhận được vô số lời phàn nàn về tôi, quả thực giống như tuyết rơi vậy. Một số người cười chê tôi nói, lão Lục à, anh nhìn anh nỗ lực giúp đỡ họ như vậy nhưng người ta không cảm kích. Thậm chí còn muốn khiếu nại anh đấy. Sau đó tôi trả lời, điều tôi đấu tranh để bảo vệ chính là quyền lợi để họ được khiếu nại về tôi. Lục Chiến Long nói lời này với Tề Đảng Nhàn một cách nghiêm trang, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước khi vào bộ chiến tranh, đã có quá nhiều chuyện không may xảy ra với anh ấy. Rõ ràng, anh ấy không muốn những điều bất hạnh này xảy ra với người khác một lần nữa, chính những điều này đã tạo nên con người trong sáng và chính nghĩa của anh. Tề Đảng Nhàn trực tiếp cầm cốc bia lên uống cạn, câu cuối này của Lục Chiến Long xứng đáng uống cạn một cốc lớn. Trên thực tế, triết lý của Lục Chiến Long cũng giống như triết lý của phe Ngọc Tiểu Long nhưng vì để trợ giúp được nhiều người hơn nên anh ấy chọn thái độ trung lập. Nếu không, với tư chất của mình, có lẽ địa vị của anh ấy sẽ cao hơn bây giờ. Dương Quan Quan không khỏi mỉm cười giơ ngón cái lên giơ ngón tay cái lên với Lục Chiến Long nói, anh Lục, hy vọng anh có thể thực hiện được ước mơ của mình, giúp đỡ được nhiều người hơn. Lục Chiến Long cười nói, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi chỉ muốn càng nhiều người có được giấc mơ như vậy. Bởi vì lời nói hào hùng của Lục Chiến Long, Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan đều mở miệng uống, hai thùng bia cũng không còn. Lục Chiến Long há hốc mồm, sớm biết vậy thì đã chẳng nói nhiều lời như thế, ảnh hưởng đến độ dày của ví tiền đấy. Ba người uống ba thùng bia nhưng may mắn thay đều là người luyện võ, sức khỏe tốt nên mỗi người uống một thùng bia cũng không phải vấn đề gì lớn. Hôm nay nói chuyện thật vui vẻ, hôm khác sẽ mời anh ăn cơm. Nhân tiện tôi cũng đang muốn thành lập một quỹ hội gì đó, dùng để trợ cấp cho những người anh em của anh. Làm việc thiện thì sức một người không đủ. Tề Đảng Nhàn vỗ vai Lục Chiến Long, mỉm cười nói. Được, 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 người lái Ferrari, nhất định rất giàu, có thể giúp tôi thì tốt quá. Lục Chiến Long cười nói, về sau cho tôi mượn lái thử chút. Đời này tôi cũng chưa từng sờ qua siêu xe như thế đâu. Tề Đảng Nhàn nhờ Dương Quan Quan gọi tài xế lái thay đến để chuẩn bị chia tay. Nhưng vào lúc này, một đám đặc vụ vây lại đây, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc, trên tay còn mang theo một tên nào đó. Tình hình thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lục Chiến Long không khỏi sửng sốt, trầm giọng hỏi. Tề Đảng Nhàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cau mày nhìn người dẫn đầu đội. Tôi là thanh tra Thạch Hạo của thành phố Ma Đô, hiện tại nhận được tin có người báo cáo là các người đang tiến hành giao dịch hàng cấm, xin các người phối hợp điều tra. Trong quá trình phối hợp, xin đừng làm ra những hành vi quá khích. Nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Gương mặt trưởng thanh tra lạnh lẽo, lấy ra giấy chứng nhận của mình, lạnh giọng nói. Lục Chiến Long nghe xong cười nói, người anh em à, anh có nhầm không? Ai nói cho anh biết chúng tôi đang giao dịch hàng cấm? Thạch Hạo lạnh lùng quát, câm miệng, anh nên gọi tôi là thanh tra Thạch. Không cần lôi kéo làm quen với tôi, vô ích thôi. Lục Chiến Long cũng bối rối, hiếm khi gặp phải chuyện như vậy. Tề Đảng Nhàn không khỏi nghĩ đến Ngọc Tiểu Long nhắc nhở mình, lập tức cười lạnh, hình như thật sự có người đang hãm hại anh. Mở cốp xe cho chúng tôi kiểm tra, nhanh lên.
Lập tức, Thạch Hạo chỉ vào chiếc SUV Dương Quan Quan lái tới, mặt không biểu tình nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.